Má ơi, má để con làm cho má. Thôi 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 thôi, con đang bầu bì mà để má làm cho. Không thôi má kêu thằng Lộc nó xuống phụ má. Lộc ơi, xuống phụ má nè Lộc ơi. Để con bế cơm cho. Để má, để má. Trời ơi, cái gì kỳ vậy trời. Con nè, là con ruột của má mà. Nè. Nè ăn đi con, ăn đi con. Để cho má, để má, để má, má gấp cho. Nè ăn đi con, ăn đi. Má, má để con tự gấp đi. Cơm nguội hết rồi, để con bới cho má. Không, dạo này làm như má đổi tánh vậy. Má thích ăn cơm nguội, ăn cơm nóng cái nó nhiệt vậy lắm. Ăn đi con, ăn đi con, ăn đi. Ủa gì ngộ vậy trời. Ăn đi con, ăn đi con. Con vẫn còn tồn tại trên thế gian này mà. Con ngồi thù lù một đống này nha. Mà là con ruột của má đó nha. Giết rồi má cho thằng con ruột của má ra rìa luôn ha. Già rồi còn ganh tị với vợ con nữa. Má phải lo lắng cho vợ bay. Vì nó đang mang cháu nội đích tôn của má. Rồi cháu nội của má nó trách là không thương má đó. Rồi khổ nữa. Rồi chăm sóc con dâu đi. Thôi nè con ăn đi, ăn đi. Gà nè con ăn đi. Rồi nè, để con nè, tự đó. Nè cá nè con ăn đi, con ăn cá đi con. Ăn ăn đi, cảm ăn má. Vô đi con. Trời ơi. Nè Liễu, nói nghe. Trời ơi, tới đây làm gì vậy hả? Ai cho phép mình tới đây? Tôi gọi cô hoài không được, cho nên tôi tới đây. Bộ tính của tiền tôi hay sao? Nè, cái mặt tôi giống như thất tính lắm hả? Tại vì á, điện thoại tôi hết pin, tôi để trong phòng sạc rồi, tôi không nghe được thôi. Thôi thôi, không cần giải thích nữa. Dù sao tôi cũng gặp cô rồi, trả tiền công cho tôi đi, tôi cần gấp. Ok, tôi đưa anh liền. Đưa đây. Anh quá. Làm ơn là Phước đừng có tự tiện tới đây được không? Nè. Sao cô Liễu nó quen thằng này? Làm ơn nha, nhận tiền rồi thôi nghe. Ngậm cái miệng lại cho tôi nghe chưa? Cô yên tâm đi, tôi không muốn dây dưa với cô hoài đâu. Đúng là cái hạng người. Chú Năm. Trời ơi chú Năm, làm gì mà tự nhiên chú xuất hiện sau lưng con vậy? Làm con hết hồn à. Thằng này tôi thấy nó quen quen. Hả? Như là hình như là nó làm ở trong cái xưởng của công an. Mày quen nó hả? Hả? Mày quen nó hả? Ảnh làm trong xưởng của công an á hả? Ừ. Con đâu biết đâu. Hả? Tại vì á, con lần con đi lạc, ảnh giúp con, cho nên á con quen ảnh thôi chứ con đâu biết ảnh đâu. Giúp cái gì? Giúp cái gì? Chú hỏi gì kỳ quá. Ngộ ghê, thì con nói con đi lạc, ảnh chỉ đường giúp con đó. Nè, cái thằng này á, là nó là cái thằng đó là nó không đàng hoàng đâu. Nó xách động công nhân ở trong đó là đòi tăng lương. Đó, rồi sau đó hả? Rồi nó bị đuổi. Nó quậy tùm lum hết á. Úng sùm hết á, mày không biết chuyện này hả? Ai biết đâu, con có biết gì đâu. Có phải mày dính dáng tới chuyện công an không? Hả? Con á hả? Con á là con không ưa nó, mắc mơ gì con dính dáng tới nó chứ. Không ưa. Không ưa mới dính đó. Xúi thằng này nè, thấy không? Rồi nó làm hư cái nguyên liệu của xưởng người ta, đúng không? Chú Năm này, chú, bởi vậy chú đừng có quy chụp con nha. Con có biết cái gì đâu mà con phá. Với lại á, bộ con gặp ai ở trong xưởng đó là con đều hại nó hết trơn á hả? Chú á, bởi vậy chú nói chuyện chú suy nghĩ sao? Chú vô quan cho con tội nghiệp con. Chú là chú ruột của con chứ phải chú công an đâu mà suốt ngày binh vực nó hoài vậy hả? Nãy mày đưa gì cho nó vậy? Tao thấy mày cầm cái cục gì mày đưa nó đó. Cục gì? Cái cục gì mày đưa nó ai biết? Trời ơi, là cục chocolate. Thì con cho ảnh chocolate ảnh ăn thôi, có gì đâu. Tại vì ảnh giúp con chưa có trả ơn gì hết. Bây giờ cho ảnh chocolate để ảnh ăn, đúng không? Hả? Không có gì nữa con đi nha. Con nói là con không có dính dáng gì tới mấy người ở đâu, chứ đừng có hỏi con nữa nha. Mệt quá. Dạ má, vậy vợ chồng con về luôn nghe. Dạ má. Trời ơi, dạt tôi ra rồi chen vô kìa. Trời ơi, sao không ở đây nói chuyện với má một chút, để má nói chuyện với cháu nội má.
Má, tại nãy con nói xạo, con kêu Út An ở nhà, nó nói xạo với tía là con qua nhà bạn chơi có một chút à. Mà bây giờ nãy giờ lâu rồi má, lỡ mà ngồi lâu má công tí con xin nghi là lớn chuyện. Thôi được rồi, Lộc, con đưa vợ con về đi để không thôi. Má sợ cái miệng của tí vợ bay quá. Dạ, bữa khác rồi con dẫn vợ con qua nghe má. Con đi nghe, đi em. Dạ. Khoan, đợi má tí. Nữa, trời đất. Đợi tí, đợi xíu. Thấy chưa, đúng là trong cái rủi có cái may. Em mới vừa gây ra chuyện ha, nhưng mà má hiểu, má thông cảm, má bỏ qua hết. Bây giờ cưng em còn hơn cưng trứng ngỗng nữa. Anh ganh tị ghê luôn á. Gì trứng ngỗng? Gì? Trứng ngỗng mà để tôi ăn á hả? Ừ, đúng rồi, có bầu ăn trứng ngỗng chứ. Tội nghiệp má quá. Tự nhiên giờ thấy thương má ghê luôn. Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng anh ha. Bây giờ anh chỉ còn một ước nguyện nữa thôi. Anh ước làm sao cho tía cho phép anh rước hai má con về ở chung với anh á, là anh hạnh phúc lắm luôn á. Đây. Thấy chưa, biết lắm mà. Mớ đồ chua. Nè, má cho con nè, cầm đem theo đi. Đàn bà có bầu có bì dễ thèm sản lắm. Ăn đi con, đồ chua đó. Cảm ơn má. Vợ con không ăn con ăn cho. Cái thằng mỉ. Thôi mình đi. Dạ, ăn với vợ vậy đó. Con về nha má. Ừ, con về nha. Đi. Đi từ từ thôi. Dạ. Đỡ, vợ con, Lộc ơi. Thôi, đưa em tới đây rồi em vô nhà đi. Anh không có dám vô đâu. Đứng đây sớ rớ hồi là tía ra là chết luôn á. Không có đâu, em thấy ở trỏng yên ngắn quá. Chắc tía đi rồi. Thôi, không sao đâu, đi vô nhà đi. Vô nhà đi mà. Trời ơi, trong nhà nhìn đáng sợ thiệt á. Đưa em vô tới tận cửa đi. Rủi tía thấy hành sao? Cứ vô đi, có gì đâu, đi. Thôi, tới đây được rồi, thôi đi về nha. Bữa khác nha. Thôi. Núp đi. Dạ thưa tía, con mới về. Mới về hả? Dạ tía. Qua nhà bạn chơi sao giờ, tới giờ này mới về dữ hả? Dạ tại bạn con với con nói chuyện hợp quá cho nên là giờ con mới về luôn đó tía. Ừ, bạn bè hợp vậy là tốt quá. Dạ. Nói chuyện mà gì mà vui dữ mà về tới nhà vẫn còn vui vậy. Dạ, nói chuyện chuyện gì cũng nói trơn á tía. Chuyện thời sự lúc này căng thẳng dữ lắm luôn á tía. Chuyện dịch corona dạo này căng dữ lắm luôn á. Rồi biết nói chuyện để phòng chống dịch là tốt rồi. Đem gì vậy? Dạ, cái này hả? Dạ, nhỏ bạn con nó nói là con có bầu có bì cho nên là nó mua cái này cho con ăn. Bạn con dễ thương lắm tía. Bạn mày tốt quá ha. Nó ở đâu? Bạn con nó ở ở tuốt ở trên Sài Gòn á tía. Hồi nãy con với nó nói chuyện xong là nó bắt xe chạy tuốt lên Sài Gòn luôn rồi. Chơi bạn xa dữ vậy hả? Dạ thiệt, bạn xa lắm. Thôi xa mà tốt là được. Dạ. Tía nói con nghe, ông bà mình có câu rồi, ăn thì lựa miếng cho ngon, chơi thì lựa chốn cho giòn mà chơi. Lựa bạn bè cũng vậy, mà lựa chồng á cũng vậy nha. Lấy chồng là phải lấy cái thằng cho nó đàng hoàng, gia đình nó phải hiền lành. Chứ còn bây lấy ba cái thằng mà thích thì nó cho ở, không thích nó đuổi về. Cái ngữ đó là cái ngữ mà không bao giờ chơi được. Tía nói mày nghe, tao á, tao dễ thì tao cũng rất là dễ, mà tía khó thì cũng khó dữ lắm. Miễn sao bây đừng để sau này á người ta nói này nói kia cái gia đình này là không có được nha. Còn bây á, một lần rồi đã đuổi về nhà một lần rồi thì nhất định không bao giờ quan hệ rồi lu cái đầu qua bên bển chi nữa. Cái ngữ đó là cái ngữ không chơi được, hiểu chưa? Dạ tía. Nghe chưa? Dạ nghe. Vô nhà. Dạ. Vô nhà. Biết rồi. Dạ. Vô đó. Ừ. Nhắn tin xa đó hả? Mày nhắn tin xa đó chứ gì? Bà nội mày. Hụt rồi. Tía. Cái dép hụt cho cái guốc không hụt cho mày. Tía. Mày hụt không?
lừa lọc tao hả? Lừa lọc tao hả? Trứng mà mày đặt khôn hơn con vịt. Ngu, ngu, ngu. Trốn ở đâu không trốn đi, trốn ở đây. Giờ dép tôi đâu nữa rồi trời? Cái đầu dép nó nằm ở chỗ nào cái thằng ôm vịt kia? Dạ tía, tía mang đổi đôi này đi tía. Trời ơi, cái đôi đó là đôi dép dự trữ, đôi dép để mang đi ngủ. Đem vô. Dạ. Mày chết mày với tao à. Anh Sáu. Gì vậy? Bà làm cái gì vậy? Bà làm y như nhát ma người ta. Tôi hỏi anh làm cái gì mới đúng á. Anh làm cho tôi hết hồn hả? Tôi thấy anh ngồi suy tư như vậy, anh đâu có để ý là tôi ngồi kế bên anh từ nãy tới giờ. Suy nghĩ chuyện gì nữa vậy? Chuyện con cái hả? Anh Sáu nè, tôi nói thiệt nha, anh đừng có suy nghĩ làm gì cho nó mệt. Nó nặng lòng ghê lắm. Bây giờ anh cứ cởi mở tấm lòng của anh ra đi, cho hai gia đình hai bên thuận thảo như vậy, có phải là vui vẻ hơn không? Anh mà suy nghĩ như vậy á, con Xuân á, nó cũng suy nghĩ như anh rồi nó buồn. Với lại bây giờ á, nó đang có thai nữa. Nó suy nghĩ hoài sẽ không tốt cho đứa bé trong bụng của nó. Thì tôi cũng biết như vậy, nhưng mà cái chuyện này á, tôi không suy nghĩ không được. Nếu mà anh thương con Xuân á, thì bây giờ tự động anh đi hòa giải trước đi. Không được. Sao vậy? Tôi hỏi cô nè, bây giờ mà tôi đi hòa giải với bà là cái mặt tôi á cắt bỏ ở đâu đây? À, tôi nói cô nghe, xui gia với nhau rồi hết lần này tới lần khác cái bà đuổi con Xuân về nhà này. Đây là lần thứ hai rồi, gia đình tôi cũng phải có mặt mũi của gia đình tôi chứ. Tôi biết như vậy rồi, nhưng mà bây giờ con cái nó đã lớn rồi, nó có cuộc sống riêng của nó. Ừ thôi thì vấp ngã hay là vui sướng khổ đau gì đó, tự nó chịu, tự nó lo. Anh á, đâu có lo được cho nó suốt đời. Rồi mai mốt đó anh chết anh già đi, ai sống mà để lo cho nó. Tôi nói thiệt với cô nha, nếu được lo cho con tôi cả đời thì tôi cũng lo nữa. Bởi vì cô chưa làm cha làm mẹ, cô không có biết đâu. Khi cô làm cha làm mẹ rồi cô mới biết con mình nó, dù nó lớn khôn cỡ nào, dù nó có lập gia đình, nó có con đi nữa, nhưng trong mắt cha mẹ con cái mình nó vẫn như cái thời thơ ấu vậy. Nó có chuyện gì nó vẫn cần cái vòng tay của cha mẹ nó. Cô không hiểu đâu. Hiểu. Tôi hiểu anh là một người đàn ông tốt. Anh là một người đàn ông bề ngoài sắt đá, nhưng mà trái tim của anh rất là tình cảm. Mà khổ nỗi là tôi lại thích những người đàn ông có trái tim tình cảm như vậy. Cho nên tôi suy nghĩ mà. Xin lỗi tôi đi toilet. Sao? Sao vậy ta? Mình cũng có sắc đẹp. Sắc đẹp của mình là thuộc hạng không tầm thường. Chỉ có điều là cái não của mình hơi bất bình thường một chút xíu thôi. Vậy mà sao ảnh lại chê mình ta? Ảnh không phải là người đàn ông mắt xanh, cho nên mình không lọt vào đôi mắt xanh của anh ấy được. Bởi vì anh ấy có đôi mắt màu đen. Chuông đồ chùa xa, chiều tan trường về điệp cũng lang chung bước, cuối nẻo đường đi đôi bóng hèn mùa thi, lãng khóc đời người đi. Lần cuối gặp nhau lang khẽ nói, thương mãi nghe anh, em yêu anh chân tình. Nếu duyên không thành, điệp ơi lang cắt tóc quên đời vì anh. Điệp ơi mai lên chốn thành đô, nhà sẽ rực rỡ.
đừng quên người em gái nhỏ chốn quê xưa đang dò dò. Mong chờ. Nín đi! Bà hát mà bà đâm ha, vỏ lãi, tắc lán, ngang, xà lan đồ lũng hết. Hát bà đâm xuồng bể không? Lan bị ẹo lưng rồi. Đỡ Lan lên. Đỡ lên. Thôi ông Sáu, ông Sáu, ông đỡ tôi lên đi ông Sáu. Tôi mệt thiệt đó ông Sáu. Hỏi đi. Đỡ lên đi. Nằm xuống được thì đứng lên được. Không ai rảnh mà đỡ bà. Mệt ghê vậy đó. Chẳng qua là giỡn chơi với anh, để cho anh vui. Rồi à, anh nhìn tôi, một chút thiện cảm có không được sao? Người gì đâu mà thô lỗ cọc cằn, không có chút xíu nào mà lãng mạn hết á. Xin lỗi bà, tôi không quen mùi son phấn. Dạ lại, tôi cũng không quen mùi dầu thơm nước bông ở thành phố của bà. Ê, cái tù này là tù nào vậy? Sao em không biết? Tự viết đó. Cho nên bà đừng có nghĩ là bà đánh phấn tha son rồi bà sức dầu thơm rồi này nọ vô bà làm như là bà một bông hoa hương sắc. Đặng bà quyến rũ để tôi như con ong con bướm để còn lâu. Nói chuyện với ông mệt quá, không thích nói nữa. Tôi gọi người khác, người ta nhiệt tình với tôi, người ta đưa đón tôi, chứ không phải như ai kia. Năm Toản, Thu nè, đang làm gì vậy? Đang bận hả? Ồ, nếu bận thì thôi nha, không có gì hết á. Trời nắng nóng quá à. Muốn rủ Năm Toản đi uống cà phê. Mà nếu Năm Toản bận thì thôi. Sao? Bận gì thì cũng phải đi với Thu hả? À ha, vậy thì Thu qua liền nha. Bye bye. Nghe chưa? Ở nhà, không được đi đâu hết. Lấy cái quyền gì mà cấm cản tôi hả? Hiện giờ bà đang ở trong nhà của tôi. Yes. Bà muốn đi đâu, bà phải hỏi ý kiến của tôi cho mới được đi. Hey. No. Ông là gì của tôi hả? Ủa, tôi muốn đi đâu kệ tôi. Thí dụ ông không ưa Năm Toản là quyền của ông nghe. Còn cái chuyện tôi quen biết Năm Toản là quyền của tôi. Chỉ khi nào tôi là vợ. À ok. Bây giờ á, ông muốn là tôi cắt đứt không qua lại với ông Năm Toản nữa chứ. Đúng. Gì? Ông muốn là tôi đi đâu cũng phải xin phép ông một tiếng chứ gì? Đúng. Kêu tôi bằng vợ đi, tôi ở nhà liền. Đi đi. Đi liền đi nghe, qua kêu Năm Toản nè, rồi rượu hết. Đàn ông cỡ chạng chạng sớm này uống cà phê, uống rượu xỉn, lăn đùng ngã ngửa gì đi, biến đi. Stupid. Đi liền đi nghe, qua kêu Năm Toản nè, rồi rượu hết. Đàn ông cỡ chạng chạng sớm này uống cà phê, uống rượu xỉn, lăn đùng ngã ngửa gì đi, biến đi. Stupid. Lấy Năm Toản ra hù ta hả? Còn lâu. Thích tôi rồi chứ gì? Nhìn là thấy biết thích tôi rồi. Hấp dẫn quá mà. Rù quến quyến rũ quá mà. Được. Nếu bà đã thích tôi rồi, tôi sẽ nhẹ nhàng trở lại. Tôi sẽ cho bà yêu say yêu đắm tôi. Lúc đó tôi chỉ buông một câu: You no door. Là không có cửa, là bà chết chắc. Điệp ơi, duyên lơ làng rồi, tôi đành chờ kiếp sau đi ngang cưng ơi. Vừa rồi á, cha tính tới tận nhà chú Năm đòi tiền chị luôn đó. Trời đất ơi, vậy rồi người nhà chị có ai phát hiện ra không? Thì chú Năm phát hiện chứ ai. Trời ơi, vậy chú Năm, ông chỉ vô tình nhìn thấy hay có rình nghe được gì không chị? Chị nghĩ á là chú Năm nghi ngờ rồi. Tại vì á, ổng thân thiết với nhà con An, mà ổng tính là ai, ổng cũng biết rõ luôn. Chết rồi. Vậy bây giờ mình tính sao giờ chị? Bây giờ cũng không có gì phải lo. Tại vì á, chú Năm cho dù á có biết rõ ngọn ngành như thế nào thì ổng cũng không có bằng chứng gì để bắt bẻ được chị. Mà chị cũng không có dễ dàng sao
để chồng bắt bẻ chị đâu. Yên tâm. Đúng y như lời mình nghĩ, con nhỏ này ngày càng thủ đoạn quá chừng. Chuyện này mình không thể nào để yên được. Chứ tụi con tìm ra cái cách nào để xử lý cái vụ Lục Bình đó chưa? Thì anh Phú có đề xuất với tụi con á, là sẽ pha lại hóa chất rồi xử lý thử những cái sợi lục bình đó. Nhưng mà cái nào được á, thì mình xử lý. Còn hư hại nặng quá thì coi như bỏ đi tía. Mà bà Sáu cứ an tâm đi. Theo con cảm thấy á, kết quả cũng rất là khả quan. Nếu vậy thì tốt quá. Xử lý được phần nào hay phần nấy. Dạ. Thực ra con thấy xử lý được cũng không nhiều lắm. Còn lại là bỏ toàn bộ. Theo con thấy, bây giờ muốn đẩy nhanh tiến độ chỉ còn một cách duy nhất. Chúng ta bỏ ra một số vốn mua thêm nguyên liệu đi. Điều con đang lo là chúng ta đã ký hợp đồng với đối tác ở bên Mỹ. Nếu mà giao hàng không đúng thời hạn thì mình đền hợp đồng đó tía. Nếu mà đền hợp đồng mà ở bên Mỹ chắc mắc tiền lắm á. Đó là điều con với anh Nam đang lo đó tía. Ủa sao bà dẻo xưởng gọi em làm gì? Nghe thử. Dạ. Alo. Anh vừa vừa phải thôi nha. Tiền lần trước á, tôi đưa anh sòng phẳng rồi. Bây giờ còn mò tới đây làm phiền tôi nữa hả? Biết là vậy rồi, nhưng mà bây giờ tôi hết đường rồi. Tôi mới tới tìm cô, nhờ cô giúp đỡ. Có lần này, rồi sẽ tiếp tục có lần khác nữa. Tôi đâu phải là cái ngân hàng đâu mà anh muốn tới rút lúc nào thì rút hả? Lần này là tôi mượn cô. Khi tôi có tiền thì tôi trả lại cô. Chứ tôi đâu có xin. Mượn tiền mà thái độ vậy á hả? Nếu như tôi không đồng ý thì sao? Thì tôi làm kẻ tiểu nhân, tố cáo cô xúi tôi hại gia đình của bác Sáu. Anh dám hả? Tôi nói cho anh biết, anh với tôi á là ngồi cùng thuyền đó nha. Tôi á, nếu bị bắt thì càng thốt, tha ngồi tù mà còn mạng, còn hơn là ở ngoài để cái tội du đảng nó dí tôi, nó chém tôi. Nhưng mà cô thì khác nghe. Cô mà vô tù thì... Anh im đi. Nè, anh đang giở trò đe dọa tôi đó hả? Tôi không hề có ý đó. Nhưng mà bây giờ tôi hết đường rồi, cho nên tôi mới làm như vậy. Coi như là cô giúp tôi thêm một lần nữa thôi. Sau này cô cần việc gì cứ nói tôi sẽ làm cho cô hết mình, không lấy tiền công. Không là không. Dù gì á, tôi cũng đã hại con ăn xong rồi. Anh á, cũng không còn giá trị để tôi lợi dụng anh nữa. Hả? Được rồi, tôi biết tôi phải làm gì rồi. Nè anh... Alo. À, An hả? Tôi đã biết ai phá cái lô nguyên liệu của cô rồi. Nè, anh làm cái gì vậy? Coi bộ cũng biết sợ rồi ha. Giờ sao? Thôi được rồi, coi như á, đây là lần cuối cùng tôi giúp anh. Phải vậy chứ. Nè, cầm tiền rồi á thì biến đi, đừng bao giờ tới đây làm phiền tôi nữa, nghe chưa? Không cần đếm đâu, dư đó. Đúng là nhà giàu có khác ha. Trong mình lúc nào cũng đầy tiền, nhưng mượn không bao giờ cho. Cảm ơn cô nha. Tôi sẽ nguyện suốt đời ghi tâm khắc cốt cái ơn này của cô. Tía. Tía. Tía bị bệnh hả tía? Tía có sao không? Không có sao mà sao mặt tía xanh lè, xanh lét. Tía bị táo bón hả? Tao mới phát hiện ra chuyện động trời con ơi. Vì không phải là bị bệnh rồi, mà chuyện gì vậy tía? Mày nhớ không? Ví dụ tai nạn mà xảy ra cái xưởng An không? Cái nguyên liệu của cái xưởng con An mà nó bị hư hết không? Mày biết ai làm không? Con nhớ chứ, mà con tưởng tía ghét bác Sáu quá, rồi tía không để ý đến chuyện đó chứ. Tao rất có cái chuyện ghét thêm gì đó là cái chuyện đó là khác. Còn đây dù sao nữa, tao với bác Sáu mẹ là cũng bạn bè chơi từ đó tới giờ.
con cái ông á gặp nạn vậy nó thể ảnh hưởng tới tiền của nè, ảnh hưởng tới cái chuyện uy tín của gia đình. Tao làm sao tao làm ngơ được, hiểu không? Dạ. Nói vậy tía biết vì sao nguyên liệu bị hư hả tía? Tao biết. Con Liễu mình nè với con Chanh. Con Chanh mua chuột thằng Tính làm cái chuyện đó. Ý trời đất ơi, trời ơi, trời ơi. Thiệt hả tía? Trời ơi, mày hỏi hoài tao nói thiệt, mày cứ hỏi hoài. Tại đường thường tía nói giỡn lại nói thiệt y chang ha. Nhưng mà sao tía theo dõi hai đứa tụi nó, tía theo dõi con Liễu, thấy nó nói chuyện với con Chanh, nó bàn nhau vậy đó. Nó bàn xong rồi á, nó hẹn thằng Tính tới, nó đưa tiền cho thằng Tính nữa. Trời, tía dở quá hả? Dở gì? Tía dở quá trời dở luôn. Lúc đó gặp bắt đại trận sao tía không la làng lại sớm lên? Mình đang biến, mình đang rình mò theo dõi người ta, mình la sùm chi vậy? Nó bể ra. Với lại con nhớ vậy nè, dù sao nữa, thấy không? Con Liễu nó cũng là chị mày, cũng là cháu của chú, của tía. Vậy chứ không lẽ bỏ qua tía? Bỏ qua thì không bao giờ bỏ qua. Bây giờ tía đang tìm cách xử lý thế nào để cho nó êm đẹp đây nè. Không, không được. Con phải gọi. Con phải gọi liền cho bà Liễu. Ừ. Để con nói bà về. Để bộ chuyện cho ra lẽ mới được. Con tức quá rồi. Ê, nó kìa, nó vô kìa. Bình tĩnh nha, từ từ nha. Dạ. Nhìn cái tướng đi thấy ghét. Chú Năm con mới về. Ừ. À, mọi người có ăn thì ăn trước đi nha. Đừng đợi con no rồi. Chị Léo, chị đứng lại đó. Đứng lại. Gì nữa vậy? Chị ngồi vô đây. Chị ngồi vô đây. Làm gì vậy? Làm gì mà quan trọng dữ vậy? Bây giờ chị rất là mệt. Nếu mà có chuyện gì á thì nói sao đi ha. Còn không quan trọng thì thôi đi tối nói, ok? Chị đứng lại đó. Cái gì nữa? Chị ngồi xuống. Thiệt. Tôi ngồi xuống với chị luôn nè. Nói cái gì đó lẹ đi. Nè, cái chuyện liên quan tới cái xưởng của bé Út An á, quan trọng giờ. Em nói cái gì vậy? Em nói cái gì mà em nói hoài vậy hả? Chị đã nói là cái chuyện này nó không dính dáng tới chị. Tại sao mà cứ hỏi chị hoài vậy hả? Thiệt á, chú Năm cũng vậy nữa. Con nói thiệt riết là chú á, hôm nay con nói chú dai như đĩa. Trời trời trời, nói tí tôi trơn tuột như con đĩa luôn kìa. Ê, tao có dai thì như làm sao bằng đĩa. Nói hỗn hào. Con không có nói nhiều á, bây giờ tao không dung dưỡng cho mày nổi nữa, giờ tao nói thẳng luôn đó. Nói thẳng gì? Lý ra tao đang suy nghĩ, tao tìm cách nào để chú giải quyết cái chuyện này á, cho nó êm đẹp, khỏi có mang tiếng ra ngoài. Nhưng mày làm kiểu này á, tao làm cho nó lớn chuyện lên luôn. Mày nha, mày với con Chanh thông đồng với nhau đưa tiền cho thằng Tính để mà phá cái xưởng của công an, đúng không? Chú Năm, chú Năm nói cái gì vậy hả? Trời đất ơi, chú Năm có biết nói vậy là tội nghiệp cho con lắm không chú Năm? Chú Năm nói cái gì chú Năm cũng phải có bằng chứng chứ. Còn nếu mà không có bằng chứng á, ok, để cho con yên nha. Cái này có bằng chứng. Tao đi theo mày, mày đâu có biết, thấy không? Tao theo mày, tao rình mày nói chuyện với con Chanh ở đâu nè ha, rồi mày hẹn quán nào vô ngồi nè ha, rồi tao còn thấy mày ha, mày lấy tiền ha, mày đưa cho thằng Tính, tất cả đều nằm trong máy này hết. Tao đã thu âm lại hết ở đây rồi. À, có hình ảnh luôn, mày đưa tiền cho thằng Tính luôn trong này rồi. Cái này đủ bằng cớ để thưa mày được không? Thôi chú Năm bớt giận nha chú Năm. Chú Năm đừng có giận nha, con biết lỗi của con rồi. Con... Sao mày làm vậy? Thôi, chú Năm ơi, chú Năm đừng có báo công an nha. Tội nghiệp con dữ lắm chú Năm. Cuối cùng chị cũng chịu thừa nhận rồi ha. Trời ơi trời, công nhận chị ăn cái giống gì đâu mà chị ác dữ thần ôn địa hột gì lộn vậy. Chị ác hồi nào đâu. Chị làm gì mà không ác? Khang. Hơi là tí tôi có đủ bằng chứng á. Khang, em đừng giận chị được không? Tha lỗi cho chị được không? Thật ra là tại vì chị yêu anh Nam quá nên chị mới làm vậy chứ bộ. Em nghĩ đi, chị làm sao chịu được cái cảnh á, ngày nào anh Nam á, ảnh cũng xà nẻo với con An rồi lo lắng cho nó. Nếu là em á, em hiểu cảm giác của chị không hả? Hả? Trời ơi, mà giờ dư sức biết Út An đâu có bao giờ yêu ông Nam đâu. Còn Út An là yêu em nè, em yêu Út An. Khang à, em á là em khờ lắm em biết không? Em muốn nghe người ta nói cái câu là lửa gần rơm á, lâu ngày rồi cũng bén. Chị là chị không thể nào chấp nhận được cái cảnh mà hai người đó cứ xà quần với nhau. Chị không có chịu được đâu. Thôi mày ơi, thôi đi Liễu ơi. Ai mà yêu cái kiểu bệnh hoạn như mày đâu. Yêu không được rồi phá kiểu ta mà hại tới cả sự nghiệp người ta, vậy sao coi được.
chú. Nè, thằng Khang nè, nè con biết không, thằng Khang nè nó cũng thất tình đó. Nhưng mà nó đâu bao giờ nó có một cái ý nghĩ nào mà nó hại con An hay nó hại một người yêu nó đâu. Yêu không được là do mình. Chú Nam, con hiểu rồi. Con biết là con sai rồi. Con thề với chú, con thề với chú luôn là từ đây về sau con không bao giờ đụng tới nhà của chú Sáu Bảnh nữa. Chú ơi, chú cho con cơ hội lần này nha. Con không, mày làm ơn Phước mày dọn đồ mày về bên bển mày sống mày ơi. Bên Mỹ chứ không phải bên sông đâu. Bên Mỹ đó mày sống đi. Chứ mày ở đây một ngày nào là tao càng lo một ngày đó. Tao lo là có ngày người ta tới đây người ta chửi, người ta rủa trên đầu trên cổ tao đào mã cha tao lên tao chửi đó. Không được đâu chú Năm ơi. Con bây giờ mà con trở về Mỹ á, chú biết không, bà mẹ của con á là từ mặt con luôn á. Vì con đã hứa là con sẽ tìm đủ mọi cách để cho anh Nam anh quay về với con. Mà bây giờ á, con làm không được. Con không có mặt mũi nào mà về bển đâu chú. Tức là bây giờ chị tiếp tục ở đây để hãm hại người ta hả? Không, trời ơi, ai mà làm chuyện đó nữa chứ. Chị thề với em là chị không bao giờ chị phá hoại gì gia đình của bác Sáu nữa hết á. Làm ơn làm phước cho con ở đây thêm một thời gian nữa đi, để con có cơ hội con thuyết phục anh Nam nha chú Nam, nha Khang nha. Bây giờ còn thuyết phục cái gì? Xưởng ta bị hư nguyên liệu hết trơn kìa, người ta phải đền tiền kìa. Nếu mà chị muốn em và Tía tha cho chị thì chị phải đền bù tổn thất cho người ta. Cái gì? Đền bù hả? Chứ còn cái gì đó. Đền bù gì chứ? Có làm gì đâu mà đền bù. Vậy mà còn lương lẹo được kìa. Đền bù bởi hợp đồng của người ta, đền bù nguyên liệu của người ta. Cái uy tín của người ta nó mất hết rồi đó. Chứ còn cái gì nữa? Bây giờ dì không muốn phải không? Tía, con với Tía lên báo công an. Đi liền luôn. Thôi. Đừng. Thôi được rồi. Mệt ghê á. Muốn đền bù hả? Đền bù nhiêu? Bây giờ đưa trước 50 triệu đi, rồi có gì tính sau tính. Cái gì? 50 triệu hả? Vậy mình mượn tạm số tiền để mua phân bón này để giúp Út An xử lý một cái khâu thiếu nguyên liệu lục bình. Mình sẽ mang cái tiền này để tìm mua lục bình ở các nơi rồi thu gom lại cho Út An. Hy vọng xưởng của Út An đủ nguyên liệu sản xuất và kịp thời gian đi giao hàng. Ai vậy? Chú Tư ơi. Dạ chú Tư ơi, báo cho con nghe. Cái này người ta đặt hàng hết ráo rồi. Dạ con năn nỉ chú Tư mà, con năn cần lắm, chú Tư bán cho con nghe chú Tư. Nhưng mà có người đặt hàng rồi. Dạ chỗ quen biết mà chú Tư. Chú thương tình chia con lại một cục đi. Một cục hai được cục rồi. Gì cũng được á. Để chú Tư để lại cho con bó. Dạ, cảm ơn chú Tư. Tiền này chú Tư. Cảm ơn chú Tư nha. Sao vậy? Nước nè, uống đi. Sao có chuyện gì mà mặt buồn hiu vậy Thu? Bộ bị anh Sáu Bảnh anh rầy rạ gì rồi phải không?
Thôi đi, đừng có nhắc tới con người đó nữa. Người đàn ông gì mà khô khan, lạnh lùng, cọc cằn, không có ưa nổi. Thì tánh của Sáu Bảnh như vậy mà tôi biết. Cái kiểu nói mà lẫy như vậy á, là tôi biết là coi như là đang bực mình chuyện gì rồi phải không? Cái tánh của anh Sáu Bảnh là vậy đó. Mà chị ở trong nhà của ảnh lâu rồi mà chị không quen cái tánh ảnh sao? Không có quen được. Hello. Anh Nam. Đi ngoài mà nghe nói Sáu Bảnh là biết rồi. Rồi. Kiểu này là Sáu Bảnh mới dẹo, mới chồng dẹo gì cô phải không cô Thu? Nè uống cái gì? Y như cũ phải không? Để tôi pha cho. Vũ như cẩn. Vũ như cẩn. Ngồi đó nghe. Pha rồi tôi đem ra cho. Anh Tỏn, anh nhìn thẳng vô mặt Thu đi. Nhìn thẳng vô mắt Thu, nói thật lòng nghe. Anh thấy Thu á như thế nào? Từ bên ngoài lẫn tuốt bên trong. Ngon à. Ê quên, không phải. Ngon gì? Nói thật đúng không? Nói thật lòng. Nói thật nè. Nói xin lỗi nha. Nói này thì khi người ta nói mình hơi quá, nhưng mà tôi phải nói. Thu á vừa đẹp tính nè, đẹp tình, đẹp nết nè. Người rất là hiện đại, nhưng mà vẫn giữ được cái nét truyền thống nữa. Da thì trắng, mắt đen, môi đỏ. Nói chung là dốc dáng đẹp, ăn nói duyên dáng, hát cũng hay, nhảy đầm cũng điệu. Thôi, cái này là lố lắm rồi. Anh khen riết tôi tưởng tôi là hoa hậu thế giới á. Không phải nói thiệt. Có sao nói thiệt đâu, không có nói thêm nói bớt đâu, nói thiệt. Vậy đó hả? Ừ. Vậy đó mà có người đó, họ có mắt đó, mà giống như là họ không có thấy đường. Họ nói Thu á là có con người không có nết. Đàn bà con gái gì đâu á mà thấy trai là tươm tướp nhào vô. Tướng tá thì không có giống con nào hết. Giống con lân, con múa lân trong mấy ngày Tết đó. Mà ăn mặc thì hở hang, không có hợp với phong cách ở dưới quê. Tính tình thì ao ao. Còn cái đầu thì như là không có não. Nói tôi vậy đó, tức không? Thì đó, thì nữ nhân trong khắp thiên hạ này ai cũng đều như vậy hết trơn á trọi á. Chỉ có chị Sáu mới vừa bụng vừa dạ ổng thôi. Mà thôi, cái tính ổng vậy rồi. Hơi sức nào em để bụng ổng chi, kệ ổng nói gì ổng nói, kệ không? Tôi với ông Năm nè là bạn bè thân thiết với ông từ hồi lúc mà còn mới trổ mã thôi đó. Mà có đứa nào mà thoát khỏi cái mỏ chửi hay hơn hát của ông đâu. Chửi dữ lắm. Đây nè, chị hả, chị biết không? Bây giờ tôi mới nghĩ ra một điều nè. Sao? Hình như chắc chị Sáu á, bà nghe chửi riết bà chịu không nổi bà chết đó. Chửi quá mà. Rồi từ hồi bà chết rồi đó, bắt đầu ổng bị ổng không ai để ổng trút cái nó lên ha. Cái ổng bị đè nén trong người không á, đè nén cái giờ ổng gặp đâu cũng chửi đó, ổng gặp ai cũng chửi đó. Không? Cho nên cái chuyện nó cũng bình thường không có gì hết. Người ta thường nói nữa nè. Nói sao? Con gái nhờ đức cha. Mà hai đứa con ổng á có nhờ đức ức ổng đâu. Nhờ được cái đức gì mới cái đức chửi. Chửi tối ngày sáng đêm. Cũng khổ cho tụi nó. Không. Cái con Xuân nó đỡ rồi. Giống như nó thoát được rồi, nó thoát ly ra được rồi. Nó cái vợ của con Lập rồi, nó thoát ly được. Rồi. Tội nghiệp bé An. Bây giờ phải chịu được. Stop. Hai người có thù truyền kiếp với anh Sáu của tôi hay sao? Mà xúm vô chửi anh Sáu như là con không đẻ vậy. Vừa phải thôi. Anh Sáu đúng là cọc cằn thô lỗ, nhưng bản chất của anh Sáu là một con người tốt, rất là tốt. Hai người cái miệng xấu lắm, tự nhiên đi chửi người ta. Khoan cái gì? Và một điều nữa tôi nói là hai người đừng bao giờ kêu anh Sáu của tôi là thằng chả này, thằng chả nọ nữa nghe chưa? Tôi không thích đâu. Chị Thu. Chị Thu. Nói vậy thì giận rồi bỏ đi rồi thấy chưa? Hình như á, tôi với anh trù dập anh Sáu dữ lắm rồi đó. Dập gì đâu, có sao mình nói vậy thôi. Thôi gì, bây giờ đi theo bả đi. Thừa nước đục thả câu rồi hốt bả về nhà luôn. Thôi. Sao vậy? Thừa nước đục thật. Ha. Để phải đi theo bà. Rồi đi lẹ lên đi, lẹ lên. Mau đi, lẹ lên. Cái anh này chậm quá. Ê, hai ly nước này ai trả tiền? Trời ơi, Lộc ơi, mày đem cái bảng mày treo lên rồi để rồi cái quán này là cái quán từ thiện. Cứ từ thiện như vậy hoài có ngày tao sạt nghiệp luôn quá à.
Nhận lục bình đi bà chủ ơi. Dạ. Dạ chào anh. Dạ dạ. Anh. Nè. Để, từ từ. Từ từ đó. Chuyến này xửng mình được cứu sống rồi phải không? Anh thật không ngờ có chuyện hy hữu như vậy xảy ra. Tự nhiên anh này lại được tặng loại lục bình tốt như vậy. Nếu như mà người khác á thì để dành lại xài từ từ, đằng này lại bán cho mình với giá rẻ như vậy, anh cũng không hiểu luôn. Thôi anh khỏi cần hiểu, em được cứu là em vui rồi. Với lại em nghĩ chắc chắn là do ăn ở trời thương. Vậy là do à, thôi vậy đi. Dạ em gửi tiền. Ờ đem xuống. Dạ, luôn. Dạ rồi dạ rồi. Dạ đây, cảm ơn. Dạ anh. Cảm ơn chị. Nè, cẩn thận á. Rồi rồi rồi, cảm ơn. Rồi. Ờ vậy tôi về nha. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh nhiều chị nha. Nhiều nha. Dạ. Cười gì mà cười. Vừa lòng rồi ha. Yeah. Thu ơi Thu, Thu ơi Thu đứng lại Thu. Trời ơi Thu ơi đứng lại giùm cái để anh nói cho Thu nè. Thu đừng có giận anh. Anh không có cái ý mà nói xấu cha Sáu Bảnh đâu. Tại vì á. Đừng có kêu bằng cha. À, anh Sáu Bảnh đâu. Bởi vì là anh. Anh binh Thu cho nên anh mới có những cái lời lẽ đó thôi mà. Là tôi biết, tôi biết. Tôi biết á là Phai á coi như là binh Thu. Nhưng mà Thu nói cho Phai nghe. Thu á là Thu ghét. Ghét ai mà nói xấu anh Sáu Bảnh. Bởi vì anh Sáu Bảnh là một người tốt. Thì đừng có bao giờ chà đạp anh Sáu Bảnh như vậy. Phai này... Phai là năm đó. Thôi bây giờ đề nghị nói tiếng Việt Nam đi chứ. Nói gì không hiểu luôn. Tưởng okay. Anh giờ rưa nắng đội ăn khoai rồi chết luôn. Không không. Xong mà dùng cái từ chà đạp nghe nó ghê quá. Nè thực ra á. Cái lời tôi nói vậy á. Chứ trong bụng tôi á. Là tôi thương Thu tôi nói thiệt. À, chứ tôi không có ý nghĩ gì đâu. Thu cũng biết là tôi với bà Tám á, coi vậy á, tụi tôi là khẩu xà mà tâm Phật. Nó nói vậy chứ là không có để bụng đâu. Thôi mà đừng giận tôi nữa nha. Trời ơi đã nói rồi là tôi không có giận gì anh hết. Chẳng qua là tôi ngồi mà tôi nghe ai nói xấu ông Sáu Bảnh là tôi cảm thấy tôi bực bội, tôi khó chịu, tôi bỏ đi thôi. À vậy á hả? Ừ. Vậy là không có giận tôi đúng không? Đâu hey. Về nhà. Vô nói bậy cái gì vậy? Hát karaoke quên. Alo, 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 hát karaoke. Yes, hát karaoke. Đi. Không được. Qua nhà anh không chừng anh Sáu giận mình luôn. Thôi về nhà cho chắc. Hey, quên nữa. Thu có hẹn với Bảo Nam để công chuyện rồi. Thôi để khi khác rồi Thu qua. Thu hát karaoke nha. Bye bye. Ủa? Vậy cái vụ không có luôn. Thì cũng được. Miễn không giận là được rồi. Út An. Út An. Hả? Trời ơi anh đi đâu vậy? Anh mua chè sầu riêng cho em nè. Chè ngon quá à. Ngon lắm. Cảm ơn anh. Anh một ly. Em một ly. Trời ăn ngọt ngay luôn. Có mùi sầu riêng phải không? Sầu riêng ôm về riêng một mình đi. Trời... Nha. Dạ. Ở đây không ham ăn ngọt. Dạ. Dạ con dạ con mà bác ăn chè con nhịn. Cảm ơn, tao tiểu đường. Dạ vậy thôi. Dạ con xin lỗi bác. Về đi. Con xin phép con về. Quét nhẹ thôi, bụi. Dạ. Ăn vô biểu. Dạ con đang quét sân mà. Khỏi quét. Ham ăn chè hả? Tí con. Bà Thu với con Xuân đâu? Ra đây tôi hỏi coi. What? Dạ tía. What? Sit down. Bà mới quát ai? No no no. Cái gì? Bây giờ nghe tôi hỏi nè. Có phải bà với lại con Xuân là hai người biết cái chuyện
thằng Khang với lại con An này à, rồi hai người cấu kết lại để giấu tôi cái chuyện mà hai đứa nó sáp vô lợi, đúng không? Anh Sáu à, con cái của anh á, nó đã lớn hết rồi thì nó phải có quyền để lựa chọn. Thì cái tương lai hạnh phúc đó là cái quyền lựa chọn của nó, chứ con gái của anh nó đâu có ở đời ở kiếp với anh cho tới lúc mà anh nhắm mắt xuôi tay đâu, đúng không? Cho nên á, mình cứ để cho nó quyền lựa chọn đi anh. Dạ dì Thu nói đúng đó tía. Đúng cái gì? Biết cái gì mà đúng? Trong cái nhà này nè, ngang là con cái phải nghe lời cha mẹ. Bay á, phải nghe là cha mẹ đặt đâu bay phải ngồi đó. Thôi đi anh ơi, anh đúng là ông già gọi là cổ lỗ sĩ, cổ hủ, ích kỷ, nhỏ mọn. Trời đất ơi, tôi nói thiệt với anh nha, anh đừng có khó khăn cái kiểu đó. Ngược lại mà anh mà đi qua Mỹ đi nha, mà anh thái độ đó hả, là con cái của anh á có quyền kiện anh về cái tội là freedom. Cái gì? Freedom. À, là kiện là anh xâm phạm vào quyền tự do của nó. Cái cụ loi nè, đây là Việt Nam ha, cô nên nhớ đây là Việt Nam ngang, đất lề quê thói, từ xưa tới giờ ông bà mình á là như vậy, còn không có nói cái chuyện ở xứ người ta làm cái gì. Thôi bây giờ nói xứ mình đi, bây giờ cái xã hội này là xã hội gì, văn minh hiện đại rồi thì anh cũng phải theo cái trào lưu văn minh hiện đại cho con cái nó nhờ. Ừ, đúng rồi đó tía. Mày biết gì mà nói leo. Bình tĩnh, bình tĩnh, để Thu. Văn minh hiện đại, văn minh hiện đại được con cái muốn mừng gì mừng à. Ừ, bây giờ tôi nói cho cô nghe, nếu cô thích cô tự về Mỹ cô sống, còn ở đây cô sống ở Việt Nam. Cô ở Mỹ đó, thế giờ ế có thằng nào rước cô không? Cái này tía cô nói đúng á. Tự do đó, freedom đó. Anh đừng có xúc phạm tới tôi nghe chưa. Nói không phải à. Nói chung là từ nay trở đi tôi cấm hai người tiếp tay cho Nga, nghe chưa? Dạ. Tiếp. Ông già vô duyên, ông già khó ưa. Không phải tôi ấy, mà là tại vì tôi không thích lấy chồng. Ok. Tiếp. Nói câu này đừng có giận nghe gái. Không. Trong mắt của bà vẫn rạo rực tìm một tình yêu. À. Nè, đàn ông con trai thì sống cho quân tử một chút xíu nha. À, đừng có qua nhà người ta mà rình rập rù quến con gái người ta. Có ngon ra đây nói chuyện với tao nè. Nói gì vậy? Chuyện gì cũng phải vô nhà tao nói cho đàng hoàng, làm gì mà đứng mà la ông không hay đâu nha. Khỏi cần vô nhà, đây là tới nói chuyện chứ không phải nói cái chuyện thân tình. Chuyện gì? Hả? Tôi nói cho ông nghe nè, bộ ông không biết dạy con hả? Ông để con ông đi qua nó rình rập nhà người ta hả? Rồi rù quến con gái tôi. Ông làm vậy mà coi được hả? Báo cho ông biết một lần nữa nè, cái chuyện bây giờ tôi không liên can tới nữa. Tụi nhỏ nó thích ai, nó thương ai, nó làm gì làm quyền của tụi nó. Tôi không có xen vô nữa. Thấy không? Nói chuyện vậy mà nghe được à? Nói chuyện vậy mà thằng cha thiếu trách nhiệm mà nói chuyện nghe được hả? Trách nhiệm sao mà thiếu? Hả? À, ông để cho con ông tới rù quến con gái người ta, người ta đến nói chuyện với con ông xía vô làm gì? Hả? Mắc gì tao không? Nè, cha con một chuột với nhau hả? Nói chuyện á là phải nói cho nó đàng hoàng. Tôi dạy con tôi á là cái nhân cái nghĩa cái sống ở đời thôi. Còn cái chuyện tình cảm á tôi không can thiệp vô. Nó yêu ai, nó thương ai, nó làm gì làm thì chuyện của nó. Trời đất ơi, sao anh về anh dạy con anh đi. Anh nói con anh đừng có để ý nó, đừng có đáp lại tình cảm nó đi. Nè, đừng có nói cái giọng điệu đó nha. Nói cái giọng điệu đó là sống như cha con ông hả? Có ngày thiên hạ nó quánh cho què giò đó. Trời ơi trời, nè tôi nói cho anh nha. Cái chuyện này bây giờ nè, anh nói con tôi nó rù quến hả? Chắc con anh nó hiền lắm mà. Dạ thôi, tía bác sái cho con xin đi. Dạ, xin gì? Tía, cho con xin đi. Tất cả là lỗi tại con hết, tại con mà nên chuyện hết. Bác sái có quýnh được quýnh con nè. Mày điên quá. Lỗi phải gì xin ở đây? Dòng cái thứ không biết điều mà mày nói gì mày xin gì? Đi vô. Cho bác sái quýnh cái cho hả dạ đi. Không biết điều gì? Cha con mà nhà mẹ không biết điều đó. Thứ gì? Ủa chứ con An đâu? Dạ con Út nó nói là nó không đói, nó ở trong phòng nó không ăn đó tía. Tôi thấy con An nó buồn là tại vì nó thương thằng Khang, mà ông không cho tụi nó yêu nhau, cho nên nó sinh bệnh bỏ ăn đó. Bác Sáu à, con thấy anh Khang cũng là người thật thà chất phát siêng năng.
với lại cũng yêu An rất là nhiều. Không mấy giờ cho cơ hội đi bác. Tía đúng rồi đó tía. Dì Thu cũng nói vậy, rồi anh Nam cũng nói vậy. Mà thiệt tình con thấy là thằng Khang nó tốt tính thiệt mà. Có mấy lần Khang nó hay giúp đỡ vợ chồng con lắm. Tía, không mấy tía cho hai nó cơ hội nha tía. Bây giờ cả nhà có ăn cơm không? Ăn. Dạ ăn. Dạ ăn. Ăn cơm đi. Trong bữa ăn không nói chuyện khác. Rồi rồi. Còn cái chuyện con ăn á, nó ăn không ăn á thì thôi, nó đói kệ nó đi. Dạ. Con mời tí ăn cơm. Dạ mời chị ăn cơm. Dì Thu anh Nam ăn con cơm. Mời bác Sáu. Trời ơi tôi đói quá. Không biết làm sao sống qua cơn nữa. Trời ơi, sao mình không có để cái bánh nào ở đây hết vậy? Trời ơi là trời. Chết tôi. Đói. Làm sao bây giờ? Sao vậy con? Sao nằm như đồ chết rồi vậy? Không ăn uống gì mày bị bệnh gì vậy? Con bị bệnh gì hết, con không đói. Đói chứ sao mà đói, tí có thấy mày ăn gì đâu. Ăn miếng cơm đi con. Con không ăn mà. Con thiệt tình là con không ăn luôn á hả? Mày không để tí á. Bây giờ tí nói thiệt với mày nha. Dù mày có làm cái gì đi nữa, tía cũng không bao giờ chấp nhận cho mày lấy con Năm Tỏn đâu. Đây nè, tía nói cho mày nghe nha. Không bệnh không hoạn, mê trai mà chết, mai mốt là mày coi gian danh thiên hạ ha. Giật nữa đi, tao đi rồi, giật nữa đi. Người gì mà cố chấp tới sợ. Xỉu nhanh quá, hơi giả rồi đó nha con. Đói quá. Hên quá, vẫn còn. Ăn rau luộc không? Mày ăn rau luộc không? Bỏ thêm vô. Chứ cá khô đó nó mặn lắm, lát nữa khát nước chết. Với lại ăn á, là phải bật đèn lên ăn cho nó sáng. Người ta nói ăn trong bóng tối mạt đó. Với lại tía nói con nghe nè, đã tiệc thực á, chỉ uống nước thôi, gọi là thanh lọc cơ thể đó, con hiểu không? Chứ tiệc thực mà đói tuột đường huyết xanh mặt, chờ mò ra ăn thì tiệc thực làm cái gì? Đứng lại. Đi lên rồi lát cũng mò xuống lại à. Con không xuống nữa đâu. Giọng đường muốn là thấy yên bụng rồi hả? Mày bới ra là giống vậy hả? Mày không ăn là cho mang tẩu chết à. Ăn đi. Ngồi xuống ăn. Lần sau đừng có tiệc thực nữa nghe. Chứ ăn là thực đó nghe. Tại vì cá khô với canh khổ qua ngon quá chứ bộ. Ồ, nó rù quến con quá chứ gì. Giọng đi. Ô trời ơi, ê hề. Ăn hết đi rồi đi ngủ nghe. Con nói thiệt mà. Ông. Cái gì? Nè, tôi đi chợ tôi thấy đồ này đẹp quá, tôi mua cho ông bộ nè. Ông vô ông mặc thử cho tôi coi coi vừa không. À, được rồi. Bà hiểu ý dễ sợ luôn á. Mấy cái này dồn nó nhu, mặc dễ thương. Mà mặc vô nó sáng sủa mặt mày nữa. Đó, cái tánh tôi khoái vậy đó.
Hết sảy luôn, để coi kỹ coi. Nè, hồi nãy lửa sao không để ý gì? Nó xúc nguyên cái đường chỉ luôn nè, thấy không? Trời ơi, áo mới mà xúc chỉ gì? Ông đây nè, bà nhìn à? Đi, đây nè, chỗ cần cổ đây nè. Xúc trời chỉ nè. Trời sao vậy ta? Mai sao mà dở dữ vậy? Tôi thấy đẹp tôi lấy thôi, tôi đâu có để ý. Thôi được rồi, để tôi đem ra chợ tôi đổi lại. Đem ra đổi lại, chứ đừng có vô nhà Mai lại ha. Đem ra đổi lại đi. Bà nói với người ta là người ta buôn bán là phải cẩn trọng đàng hoàng. Ừ, tôi biết rồi, ha. Tôi biết rồi, để tôi đổi lại. Đỡ quá, đỡ quá. Mày là được coi rồi, kỹ đó. Để tôi đi chợ tôi đổ vậy lại đó, cho. Vậy đó tôi vô tôi coi cái quần có được không nè, bà cầm đi. Ừ. Ê, cái này có ly, có ly, có ly. Cái này có lý à nghe. Thì đó, mấy ông già khoái quần có ly. Đó, tôi đúng rồi mà. Được rồi ha. Nhớ đổi lại ha. Rồi, rồi, rồi. Ủa, má. Ừ? Con nghe nói má sắp đi chợ hả? Ừ, má sửa soạn đi chợ, má đổi đồ cho tía. Má, má. Sao? Vậy, má sẵn ra chợ á. Lựa giùm cho con bộ đồ tây nào đẹp đẹp đi, còn tặng cho tí chồng con để con lấy lòng. Trời ơi, con nhỏ này nó nói hợp ý tôi ghê á. Tại sao mà nó khôn? Tại vì nó là con tôi chưa có dạy mà nó đã hiểu ý tôi rồi. Đúng rồi con, mình lấy chồng không phải có một mình chồng mình mà còn có cha chồng nữa. Tặng vậy á, ổng quý con lắm, hiểu không? Dạ, vậy má lựa cho con bộ nào mà sáng sáng sang sang chút nha má. Trời ơi, má có mắt thẩm mỹ mà, mua về là tí mày chịu liền đây nè. Dạ. Rồi. Con là con yên tâm, con giao phó việc này lại cho má đó. Vậy ha, được rồi, để má mua. Giờ má vô má sửa soạn, má đi đổ đồ cho tía con. Rồi má mua đồ cho anh xui luôn. Thôi, để con vô con coi coi thằng Bi nó ngủ dậy chưa nha tía. Rồi, 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 rồi. Mọi chuyện giờ coi như ổn rồi. Cũng may mắn rồi. Chỗ lục bình của mấy nhà cung cấp mà mình tìm được cũng khá tốt anh ha. Vậy là quá tốt rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải tranh thủ tiến độ để mà giao hàng cho kịp. Ừ. Nói chung là được như vậy mình rất là mừng. Con cái rượu của chú Sáu Bảnh không phải là quay lại với người yêu cũ rồi hả? Vậy mà bây giờ vẫn còn xà nẹo, tình tứ, thân mật với người con trai khác. Nè, chị nói cho cẩn thận nha. Tôi thân mật đẩy đưa hồi nào? Tôi nói cho cô biết, thằng Khang á, nó là em họ của tôi. Còn người đàn ông mà cô đang thân mật á hả, gần như á là chồng sắp cưới của tôi rồi. Mình là con gái mà mình đẩy đưa như vậy á, người ta nói là lẳng lơ, là mất nết đó, cô hiểu không? Nè, chị ăn nói cho cẩn thận nha. Chị không được xúc phạm tôi nặng nề như vậy. Xúc phạm hả? Tại sao tôi không được xúc phạm cô? Tôi có quyền. Đây là người đàn ông, là bạn trai cũ của tôi đó, cô biết không? Bỏ đi, cô ta muốn nói gì nói em à. Hai người chờ đó. Anh, công việc này nặng nề á, anh nhớ chia phần cho em nhiều nhiều chút nha. Chia phần cho tôi nữa chứ. Tại vì cái này tôi có công tìm mối cho hai người nữa mà. Đáng lẽ mình phải chia đều mới công bằng đó. Cái gì? Cô chỉ tìm mối thôi mà. Tôi là người trực tiếp mà phá hoại ở cái khâu mà xử lý hóa chất của cái xưởng này. Cô nghĩ gì vậy? Chia đều hả? Không có đâu. Nghe như sáng mùi tạt vào tim vậy. Hả? Nếu như mà không có tôi kiếm mối á, thì anh lấy đâu ra tiền anh xài hả? Nè, tôi nói cô nghe nè, cái này mà con An nó biết được là nó đuổi việc tôi, mà tôi là lao động chính trong gia đình. Bây giờ á, tôi bị đuổi việc, tôi thất nghiệp rồi sao? Sao trời thôi đi? Trời ơi, cãi lộn hoài. Hai đứa tụi bay mệt quá. Đứa nào cũng có công, đứa nào cũng có phần hết trơn á. Mà mày cứ so đo từng chút vậy đâu có được. Mày như đó đủ rồi. Như vậy sao được? Làm ăn chung mà mày cứ vậy hoài, mai mốt sao làm ăn chung mày? Nếu mà anh lên tiếng vậy thì thôi. Mà mày cứ so đo từng chút vậy đâu có được. Mày như đó đủ rồi. Như vậy sao được? Làm ăn chung mà mày cứ vậy hoài, mai mốt sao làm ăn chung mày? Nếu mà anh lên tiếng vậy thì thôi. Bây giờ á, anh cho tôi mượn thêm ít đi. Tháng này tôi hơi kẹt. Được à? Tao nhìn mặt mày là tao thấy mày kẹt. Sao lúc nào mày cũng kẹt hết trơn vậy? Tôi kẹt thiệt mà. Nè mày, cầm đỡ 1 triệu đi. Thêm 500 nữa đi. Thôi mày, cầm đỡ đi. Mai mốt tao có nhiều thì tao đưa thêm. Anh Phú. Anh làm cái gì vậy hả? Từ ngày mai anh có thể không tới xưởng làm việc nữa. Cô An, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu cô An. Cô hiểu lầm tôi rồi. Anh đừng có giải thích nhiều. Những gì tôi cần nghe, tôi đã nghe hết rồi. Không phải như cô nghĩ đâu, cô hiểu lầm rồi cô An. Còn hai người nữa nha. Hai người coi chừng đó. Gì? Tụi tôi sợ cô quá. Vậy chắc cô tính báo công an để bắt hai tụi tôi chứ gì? Cô báo đi. Báo đi. Nếu mà thật sự làm ác á, thì chuyện đó sớm hay muộn thôi. Hey, đừng có hù nè. Cô mà báo công an á, công an người ta làm việc thì cũng phải có bằng chứng nghe. Chứ không phải báo công an là công an bắt tụi tôi liền đâu.
Làm ác sẽ gặp quả báo thôi. Cô An, cô An. Mày kêu chi? Tôi mất việc rồi đó. Mất việc hả? Mất việc thì đi theo tao. Anh lo tôi nghe. Thiệt, tí không thể nào nghĩ được là thằng Phú nó lại cả gan nó hại mình như vậy. Đúng là thời gian vừa rồi mình nuôi ông tay áo nuôi khỉ dòm nhà. Anh ta cũng liên kết với Chanh với Tính. Chuyện này không nhỏ đâu bác Sáu. Con nghĩ mình nên lên báo công an đi. Đúng đó, phải báo công an để làm ra cho ra cái chuyện này, chứ không có thể nào để im cho người ta như vậy được. Thực ra con cũng có điều khó xử tí à. Anh Phú á, dù gì ảnh cũng có một vợ hai con. Bây giờ nếu mà điều tra ra ảnh có dính líu gì ảnh ở tù, rồi vợ con ảnh sống sao tí. Còn Chanh và Tính á, thì mình lại chưa có một cái bằng chứng nào cụ thể để mà bắt họ. Vậy cái ý của con á, bày tính làm sao? Thì tạm thời con cho anh ta nghỉ việc. Còn lại thì để sau này rồi tính. Mình cũng nên chừa cho ảnh một con đường sống tí à. Nhưng mà nếu bây giờ mình dễ dàng bỏ qua như vậy, rồi có khi nào anh ta ôm hận quay trở lại trả thù mình hay không? Thì thấy thằng Nam nói đúng đó. Rồi còn Chanh với Tính nữa. Tía, con nghĩ sau lưng những người này chắc chắn là có người chống lưng. Tại vì với cái chuyện mà thù ghét của họ đối với gia đình mình đó, thì chưa đủ mạnh để họ dám liều mà làm những việc đó. Chắc chắn là họ có người nào đứng ở phía sau, mà cái người này phải thật là nhiều tiền mới có tiền để thuê họ. Nhưng mà cái người đó là ai? Mình phải tìm hiểu điều tra cho kỹ càng, đừng có vội vàng quá rồi bứt dây động rừng. Không lẽ lại là Liễu? Anh Nam, chưa có bằng chứng cụ thể, anh đừng có kết tội người ta như vậy. Không, tôi thấy có khả năng là con Liễu lắm. Bởi vì thằng cha Năm Toản nó không ưa tía, cho nên mới xúi cháu mình làm cái chuyện này. Chị Bảo Trân ơi, chị Bảo Trân, chị đâu rồi? Ủa, má đi đâu rồi ta? Dòm cái tình hình này là chắc sáng chưa mở hàng á trời. Mà sáng người ta chưa mở hàng mà mình tới mình mắng vốn, mình đổ đồ có kỳ không ta? Mà kẹt cái là mình còn phải mua đồ cho tía chồng của ông Hạnh nữa đi chứ. Hay là mình lấy cái này, mình đâu có ai biết đâu. Vậy đi cho lẹ. Em dặn anh nè, cái bộ đồ này là anh phải tận tay đưa cho tía. À, anh nói cái này là của con dâu. Con dâu có lòng gửi cho tía bộ đồ nha. Nhớ đó. Kỳ này chắc chắn tía anh ổng vui lắm á, vì có con dâu hiếu thảo như em vậy á. Thôi bây giờ anh đi lẹ đi, giờ không có tía em ở nhà. Chứ để mất công tía thấy tía phân bì, tía nói tại sao mua cho bên đó mà không mua cho tía. Thôi đi đi, về bển đi. Mà nhớ tận tay đưa nha. Chắc chắn là tía ổng sẽ vui lắm á. Tía. Tía mới về. Tía. Hai đứa giấu cái gì sau lưng vậy? Dạ đâu có giấu gì đâu. Đâu giấu gì đâu. Ba cái đồ con mua để chuẩn bị mốt mà này đồ phụ nữ, thôi tía đừng biết mắc cỡ lắm. Vậy à. Dạ. Hiểu rồi. Đây, đưa anh nhanh lên. Thôi đi lẹ đi. Hết rồi hết dí à. Trời đất ơi, bây giờ có cái này luôn hả ta? Thuốc mọc tóc, mua một hũ tặng ba hũ dầu gội. Dạ tía. Dầu gội cho rụng ha, dầu gội cho gì? Con mới về hả? Dạ. Gì đây? Vợ con tặng quà cho tía. Vợ con hả? Dạ. Trời ơi, vợ con công nhận. Ôi ôi, tôi thương dâu quá trời luôn, nó biết lo cho chồng nó ghê ta. Vợ con nói
tặng tía bộ đồ này á, để tới ngày đám giỗ của má tía mặc vô, cho má thấy tía lúc nào cũng tươi mới hết, lúc đó má vui mới yên tâm an nghỉ được. Chuyển lời cảm ơn ha của tía tới vợ con. Dạ. Nó tâm lý quá mày ơi, thiệt tình á. Sao cháu nội tôi sao, có sổ sữa không? Trời ơi, vợ hả? Hạnh mát sữa cho nên em bé sổ sữa lắm. Đâu vậy à? Dạ. Sổ sữa lắm hả? Dạ. Nè, ráng nghe con, nói gì nói, làm công việc thì công việc, nhưng mà cũng chịu khó quan tâm tới vợ con, chăm sóc nó nghe. Dạ. Nha. Dạ con biết rồi tía. Hạng mà cỏ cây. Con chào chú Sáu, con chào chú Bảy. Ủa bay đâu hả? Dạ con đi đổi nước ở trên chú Dương á. Ủa chứ dưới nhà hết nước ngọt rồi ha? Dạ trời, nhà con khô cằn hết rồi chú ơi. Giờ con phải gánh lên tới trển để đổi nước, vừa mắc mà vừa xa nữa chú. Thôi con đi lên trển cho kịp hai chú. Anh Sáu à, cái đợt ngập mặn này á, tôi thấy nó nghiêm trọng lắm đó anh Sáu. Thì đó, nó hạn mà cây cỏ ra nó, hồi xưa nó xanh bây giờ nó vàng khè hết trơn hết trọi rồi. Bây giờ mình phải tính cái cách nào giúp đỡ bà con chứ không phải chết anh à. Khổ thiệt chứ. Alo, dạ chú Dương hả? Dạ con lấy nước xong rồi, bây giờ con chuẩn bị chở qua nghe chú. Dạ rồi con chở qua liền. Dạ. Ủa Lộc. Dạ tía. Ủa mày chở nước đi đâu nhiều dữ à? Dạ con chở qua bên chú Dương với là bà Chính nè. Ủa người ta mua xài sao mua nhiều dữ vậy? Dạ không, mua để trữ hay để bán chứ không phải để xài. Con nghe thằng Tèo nó kể á, nó nói là ổng mua rồi ổng trữ ổng xài á, mà bữa giờ ổng mua ổng bán hết trơn luôn á, giá cao lắm luôn á. Trời đất ơi. Với lại cũng đang mùa nước mặn nè, mua trữ rồi ai cũng mua đầu cơ hết á. Chà, cái chuyện này mà hai người đó cũng nghĩ ra được hay thiệt. Ủa anh đi đâu đây, đem thùng đi, đem bọng đi đâu ạ? Ở chỗ ông Dương á, bà Chính á, bán nước ngọt ngoại á, mấy anh có xài á thì ra ngoài mua dự trữ đi. Nhưng mà nghe nói người ta bán mắc dữ lắm đúng không? Biết là mắc nhưng mà cũng phải ráng mua thôi anh Bảy à. Chứ bây giờ không lẽ để con cháu mình nó nhịn khác, rồi còn nấu nướng tắm giặt nữa. Rồi bây giờ mấy anh có mua thì ra ngoài mua đi nghe, chứ không thôi là không còn một giọt nữa. Dạ lẽ đi, người ta bu đen hết trơn á. Chú đi đi, nước này con chở ra ngoài nè, nhiều lắm. Chú đi ra ngoài đi. Anh Sáu anh Bảy, chú đi nghe. Dạ. Hạn hán kiểu này, ngập mặn kiểu này, vài tháng nữa chắc bà con mình đây chết hết. Anh Sáu nói đúng á. Tôi nghĩ là ông trời đang thử thách con người ta đó anh Sáu. Giờ tới đâu hay tới đó, chứ bà con cũng không biết sao. Tía bác Bảy ơi, thôi con chạy con tranh thủ chở nước đi nha. Ừ thôi con chở đi đi. Dạ. Nhiều người á, lợi dụng cái khổ sở của bà con để đầu cơ tích trữ kiếm lời, tôi cũng không hiểu lương tâm ta để đâu. Anh làm gì mà anh ngồi thẫn thờ vậy anh Năm? Tính toán cái gì vậy? Tôi đang tính cái này dữ lắm. Tính cái gì? Chị biết ấp mình bây giờ bị ngập mặn không? Biết. Cần nước ngọt đúng không? Đúng rồi. Mà lên tới thợ sự luôn nữa đó. Vậy hả? Mai là nhà tôi có mấy cái bồn để chứa nước mưa, mà tôi không biết nó cầm cự được bao lâu nữa. Mà tôi nghe cái tin này còn dữ dội hơn nữa. Sao chị? Có một số người lợi dụng thời cơ này bán nước giá trên trời. Đó, tôi cũng nghe. Ủa mà sao người ta làm được mà mình làm được chị? Là sao? Tôi nghĩ vậy nè, rồi cũng tới cái ngày nào đó mình cũng bị coi như là thiếu hụt nước ngọt như người ta. Cái tự lúc đó mình không có nước dự trữ ở trong nhà, mình phải vác cái mặt mình qua bà Chính với ông Dương mình mua. Mà nó để giá cao thắt cổ cái mình tự nhiên mình bây giờ có điều kiện mình không làm. À thấy không? Thấy được không? Tôi cũng nghĩ vậy.
ấy không thôi tôi với anh Hùng với nhau mua bán đi ấy, không thôi mình mua về mình xài luôn. Mình mua mình xài cái bình trữ. Ừ. Mình bán, thấy không? Bán mình lấy lời thôi. Ừ. Chút đỉnh, thấy không? Ừ. Vậy là ý anh vậy là hay đó. Hay. Tôi định rủ mấy ông bạn thân. Ừ. Rủ cái mấy cái này. Thôi làm vậy thất đức lắm. Trời, làm vậy bà con nhìn sao được. Trời luôn. Thôi thất đức cái gì. Mình mua bán mình bán cái giá rẻ hơn thì cũng làm phước đức cho bà con hàng xóm chứ có gì đâu. Bởi vậy tôi nói anh cứ việc làm đi, tôi đồng ý cái việc mà tôi với anh Hùng làm với nhau. Vậy mình quyết định vậy ha. Quyết định vậy đi. Chị Tám, chị Bảy. Ủa có sao đây nè. Chị chợ về hả? Chị ở đây có bán bơ không? Có. Chị làm cho tôi ly sinh tố tôi đem về cho Hạnh nha. Rồi chị đợi tôi tí nha, chị ngồi đó đi. Ủa chị mang về cho con Hạnh nó uống hả? Trời ơi, tôi mua cho con Hạnh đó anh. Ủa nó có sao mà tự nhiên phải nó bồi dưỡng bơ vậy chị? Trời ơi đâu có. Bơ tốt thôi, ăn trái cây tốt thôi chứ có gì đâu. Tôi nghe nói là đứa nhỏ nó sổ sữa lắm phải không? Trời ơi thấy ghét lắm anh ơi. Cái mặt của nó muốn ngắt muốn cắn luôn á. Bữa nào ông nội rảnh qua thăm cháu nội đi. Trời ơi tôi qua liền rồi chứ. Nghe nói nè, con Hạnh á, không? Dạ. Chị cố gắng bồi dưỡng cho nó giùm. Dạ. Để nó ăn uống cho nó đầy đủ, để nó có sữa cho bi nó uống, nghe không? Trời ơi, anh yên tâm đi. Tao nói con Hạnh á, nó ăn cũng dễ dàng. Bởi tao nói về nhà má đẻ mà, lo cho nó ăn uống đàng hoàng để nó nhiều sữa lắm. Mà nó giống tôi. Tao nói hồi đó tôi hả, tôi sanh con Hạnh á, tôi quá trời sữa luôn. Bây giờ nó giống tôi, nó cũng nhiều sữa dữ lắm. Dạ, vậy là dư sữa còn gì nữa. Nãy mới vô tôi nghe hai anh chị nói gì mà rơm rã gì vui dữ vậy. Hỏi chị nè. Dạ. Mấy hôm nay á, chị có thấy bà con nông dân của mình á phải đi mua nước ngọt không? Thiếu nước ngọt. Ơi nhắc tới cái vụ này á, đau lòng luôn á. Thấy mà người ta bán giá trên trời á, trời ơi tội nghiệp bà con quá trời luôn vậy á. Bây giờ vậy nè, tôi với chị Tám á định là mình mua nước về. Bắt là mình bán lại cho bà con. Rồi kiếm chút đỉnh thôi chứ mình đừng bán giá cắt cổ. Bán giá rẻ thôi. Trời đất ơi, sao anh chị hay quá vậy? Làm vậy là giúp đỡ bà con đó chứ. Đúng người ta rồi. Bán cao quá bà con mua không nổi. Mình làm mình bán cho người ta giá thấp. Mình làm vậy là vậy? Mình giúp người ta rồi. Mình làm vậy cũng giống hay như là làm quá. Lấy công làm lời thôi. Hay quá trời quá đất, tôi ủng hộ đó. Ủng hộ ha. Dạ ủng hộ. Chị Hùng bán nước cho tụi tôi không? Mà cái vụ này hả, cái này cũng tốt mà phải không? Mình bán cho bà con giá rẻ mà. Vậy cho tôi Hùng với. Nhưng mà nè tôi nói trước nha, cái vụ này á anh chị làm ơn kín tiếng đừng cho ông chồng tôi biết nha. Trời ơi ông Bảy ổng không có muốn cho tôi buôn bán kinh doanh gì hết trơn á. Trời ơi ổng mà biết ông chửi tôi đã luôn. Trời ơi cái chuyện này mình làm á là làm cái chuyện tốt, làm phước cho bà con nông dân của mình chứ đâu có làm chuyện gì xấu hổ đâu mà sợ. Kín kín đi tôi không muốn. Mà thôi chị yên tâm đi. Tôi với anh Năm không có nói gì lại cho anh Bảy nghe đâu mà chị sợ. Dạ nhưng mà nói nghe nè, nhưng mà cái vụ này Hùng nhiều hay ít vậy? Để tôi biết tôi còn tính nữa chứ. Chị tính đi. Để tôi đi, tôi tính. Dạ. Ha. Tôi tính ra coi chi phí là bao nhiêu. Dạ. Rồi cái tôi ghi ra giấy trắng mực đen rồi cái nhiêu tôi gửi cho chị với anh Năm. Dạ. 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 Được rồi, thôi chị Tám làm là yên tâm rồi. Trời ơi, tôi nói làm được vậy là quá tốt rồi. Nhưng mà rồi chị làm sinh tố chưa? Ủa, quên. Trời ơi, làm gì cho con dâu tôi uống? Đợi tôi tí xíu, đợi xíu nha. Làm lẻ lẻ cho con dâu tôi nó uống trời. Rồi. Uống để mà nó còn cho con nó. Làm nghe. Tôi hứa chị tôi không nói cho cái bãi biết đâu, được rồi. Cảm ơn anh Xui. Hứa luôn, không nói. Lẹ lẹ nghe, làm cho ngon ngon nghe. Để con dâu tôi nó uống nghe. Trời ơi, có liền. Tía, vậy là tía với bác Sáu Bảnh làm vậy luôn hả tía? Đúng rồi đó con. Nói chung là tía với bác Sáu Bảnh con thấy bà con lúc này người ta khổ quá. Tự nhiên bây giờ phải mua nước ngọt với giá cao như vậy thì tía thấy sót dữ lắm, cho nên là tía với bác Sáu á mướn một chiếc xe để mà đi kiếm chỗ mua nước ngọt rồi đem về đây phát miễn phí cho bà con mình có cái nước ngọt để mà xài. Ừ, hay vậy đó hả tía? Ừ. Vụ gì vậy? Ông ơi ông, tôi mới vô tôi nghe ông nói vụ gì mua nước ngọt hả? Ừ. Nhưng mà mình cũng bỏ tiền ra mình mua. Ê, vậy. Dạ. Đương nhiên. Nhưng mà mình đi tới tận nơi rồi mình mua tận gốc với cái giá là không có gì đáng kể hết trơn á trời á. Với lại hơn nữa nè, tôi với Sáu Bảnh hai người hùng nhau rồi đem về mình phát miễn phí cho bà con ở trong cái ấp mình nè. Chứ không lẽ bây giờ mình dương mắt, mình nhìn cái bộ đầu cơ người ta bán nước ngọt với giá cao như vậy, trong khi mấy người dân người ta còn khổ quá, phải không? Vậy thì có khác gì ông thịt sùng ở trong truyện đâu, nếu mà mình không giúp. Ừ, nhưng mà đâu phải ai cũng bán giá cao đâu. À. Cũng có người người ta bán giá thấp vậy, coi như là người ta làm phước rồi. Bà nói chuyện mắc cười quá. Nếu bây giờ mình làm phước, thì bây giờ mình tặng miễn phí cho bà con người ta đi. Bây giờ người ta khổ quá, mình bắt người ta phải mua nước ngọt giá cao. Vậy thì chẳng khác nào gọi là đầu cơ, là trục lợi chứ còn gì nữa.
Ông nói gì đúng mà không? Nghe quá vậy, gì mà đầu cơ rồi gì thừa nước đục thả câu. Đúng rồi, câu này bà nói đúng á, thừa nước đục thả câu đó. Ông nói gì sao, người ta cũng có tấm lòng, người ta cũng có ý tốt bán giá thấp mà, chứ đâu có phải. Con thấy tí làm vậy là đúng rồi đó má. Sao? Người ta nói á, là con gái là nhờ đức cha, mà bây giờ con với cháu ngoại á, là đang nhờ đức của tí đó. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Ông ngoại nói đúng là phải không con? Đó, bây giờ ông ngoại đang tích đất á, để sau này mai mốt á, cho cục vàng của má hưởng phước nè. Cảm ơn ông ngoại đi con. Cảm ơn ông ngoại nha. Cục vàng nè. Ủa má, bộ hôm nay quán bán được lắm hay sao mà má tính nãy giờ chưa xong nữa? Để yên má tính xíu, mày nói hồi má quên mất tiêu bây giờ nè. Bà uống nước đi. Má với ông Năm Toản với có bà Bảy Tòng nữa, hợp tác với nhau mua nước ngọt ở bên vùng khác đem về bán cho dân ở trong ấp của mình đi nè. Rồi chừng đó con chở cho má nha. Má trả tiền thù lao cho con đàng hoàng chứ không có lụi đâu, bây đừng có sợ. Cái gì? Má cũng góp mặt vô cái vụ trục lợi đó nữa hả má? Nói gì mà nghe nặng nề vậy. Má cũng bán cái giá thấp hơn chỗ khác chút xíu, như vậy là giúp cho người ta tiết kiệm chút xíu rồi, chứ trục lợi gì trong đó. Như vậy mà không trục lợi chứ còn lại gì nữa. Má làm như vậy chẳng khác nào má ăn từng giọt mồ hôi của người ta luôn á má. Thôi đừng làm nữa, má bỏ đi. Bỏ gì mà bỏ, thôi gì mà thôi. Lúc đó nghe, có khối người mang ơn má, vì má bán rẻ hơn chỗ khác nữa à nghe. Rồi á, ít nhiều gì á cũng giúp cho người ta tiết kiệm chút đỉnh mà con. Vậy thôi má tặng miễn phí cho người ta đi, cho đúng cái nghĩa giúp của má. Cái gì? Chứ má làm vậy kỳ lắm má ơi. Trời, mày đi mua nước về bộ không tốn tiền hả? Trời ơi, tiền mồ hôi nước mắt nghe, chứ không phải là của cho không nghe con. Ha, kinh doanh á là phải biết là nắm bắt thời cơ mới làm giàu được, chứ mà u mê mê như con bao giờ mới khá được. Thôi vậy thôi, má thuê người khác chở nước cho má đi. Con không có giúp tay cho mấy người bán nước như má đâu. Rồi, thôi, tao không cần, không làm thì thôi. Má đã quyết định rồi, không có ai bàn cãi gì hết trơn á. Ha, cảm ơn mày à. Thiệt tình, làm vậy cũng làm được. Thiệt hả anh hai? Trời, vậy là bắt 6 bắt 7. Làm vậy là tốt quá anh hai ơi. Hay tốt. Quá. Hay tốt cái gì? Hay tốt cái gì? Cái đó là ngu chứ hay cái gì? Nè, bây giờ tao hỏi hai bây nè. Hai ổng làm vậy phải không? Phát từ thiện mà. Ở đâu? Chỉ tao coi ở đâu. Chưa tía ơi, mới có chuẩn bị à. Dạ, bác Sáu Bảnh với tía vợ con á, đang thuê xe với xuồng để lấy nước ngọt ở vùng khác á, về phân phát cho bà con. Trời ơi, thấy chưa? Chưa có cái gì hết à. Biết đâu hai ông á, dự định trong đầu làm từ thiện, nhưng mà chở rồi nước rồi khó khăn cực khổ mà đã vậy là tốn tiền nữa, cho nên thôi kệ, làm từ thiện chi, bán kiếm lời. Chưa có gì mà nói úm sùm tụi bay bởi gì chứ làm không từ thiện gì tía, không có đâu, chắc chắn là từ thiện á, vợ con nói vậy mà. Cái thằng này dễ tin ghê á. Con nói thiệt tía, hai bác bà làm vậy là con ủng hộ hết á. Con hai bác như là thần tượng vậy đó. Tại vì vùng quê của mình á, nè, có nhiều hộ nghèo lắm mà không có nước nữa. Hai bác làm vậy là con ủng hộ hai tay hai chân luôn, con phục sát đất luôn. Mày hay quá, mày ủng hộ ổng ha. Mày ủng hộ hai ổng mày dọn đồ ở mày ở luôn đi. Tía mày đây, mày ngồi đây chần chừ một đống gì mày không ủng hộ nè. Tao khoái cái nào rõ ràng đó. Thấy không? Bây giờ trong thời buổi vậy thì thôi, thì mình đừng có cắt cổ người ta thôi. Mình bán, mình mua giùm bán kiếm lời chút đỉnh vậy được rồi. Trời ơi. Hai ông cũng vậy chứ, hai ông đâu có ngu bỏ tiền ra rảnh đi làm từ thiện. Chú nằm năm bù anh. Gì tía? Trong thời điểm này mà tía lấy cái nước đó tía đem bán là tía ác lắm nha tía. Ác gì mà ác? Người đó mới là cái người biết kinh doanh, hiểu không? Đâu có giết người cướp của đâu mà gọi là người ác hả? Nè, chị rất đồng tình với ý kiến của chú Năm. Bây giờ á, mình làm kinh doanh thì mình phải bất chấp điều tiếng. Còn nếu như không á thì thôi, còn yếu đuối với lại thương người, thôi không có làm kinh doanh được gì đâu em ơi. Chị mạnh mẽ quá hả? Chị toàn là suối mạnh mẽ không à? Suối người ta làm mạnh mẽ không à? Hở chút xíu là suối, hở chút xíu là suối. Rồi sao? Làm gì là thất đức lắm chị biết không? Em đó, chú thấy đó, nó mở miệng ra nó chửi con thất đức không à? Có ngày bị quả báo á. Em mới quả báo á. Thôi, mày hơi chút nào mày nói chuyện nó chi.
Nó giờ nó bây giờ nó thần tượng nó là cha sáu á với là cha bảy đó. Bởi vì tía tía uống trà nè tía. Ừ con. Dạ. Hương nó buồn ngủ rồi, phải con đưa nó vô trong cho nó ngủ đi. Nhỏ này nè con gái, vô ngủ đi con. Dậy đi con. Thôi dậy vô ngủ nghe. Giỏi. Mang dép vô. Chúc con ngủ ngon. Ngủ ngon nha con. Anh Hai Thơm nè, rồi bà Phương Đường nè, ông Xuân Phước nè, rồi chú Mười An nè. Vậy mà cũng được một số rồi chứ. Cái này mới phát động chơi chơi mà thấy nhiều người ủng hộ mừng dễ sợ. Dạ con thấy tía vậy con cũng vui ghê luôn á. Vậy sao tụi mình không đóng góp luôn ha? Cho con đóng góp. Ừ hả? Ý con cũng hùng luôn nha tía. Dạ. Đây con góp 1 triệu nha. Cái này là mày đóng góp ha. Dạ. Dạ như việc làm ý nghĩa vậy thì ai cũng muốn đóng góp chứ bác Sáu. Vậy ghi công ty đi ha. Dạ ghi công ty con cũng được. Rồi ghi công ty có 1 triệu bạc. Không không trời. Con nữa có con nữa. Thôi chết con cũng đem. Rồi để con thêm nữa nè. Tía cái này của con rồi nha. Nghèo thì nghèo chứ hùng á. Ừ. Bác Sáu ơi, con không có tiền mặt ở đây, không mấy bây giờ bác Sáu ứng trước đi, con chuyển khoản cho bác. Trời ơi. Bao nhiêu? Dạ 10 triệu. Trời ơi, đại diện công ty con đó tía. Ê, tao kêu gọi người ta nhưng mà tía vẫn phải bỏ vô chứ không giống như kiểu mình mượn qua cúng Phật vậy đâu có được. Tao cũng ghi vô, nghèo nghèo cũng cho con đi học mà. 5 trái. Đó, thấy chưa? Thấy bác Sáu không? Hoan hô tía. À ngồi trong này 5 người mà sao thấy có người im ru không nói gì. Thú. Góp. Góp. Đã gọi là góp thì góp công cũng được, góp của cũng được, góp sức cũng được, thu góp công. Thái độ như vậy là không thích góp công chứ gì. Ừ thì thôi góp của. Thì thôi bây giờ anh Sáu cho Thu mượn đi. Rồi khi nào mà công an tìm được cái người mà cướp cái bóp tiền của Thu á thì Thu sẽ lấy tiền trả cho anh Sáu mà còn có lời nữa. Dạ bác Sáu ơi. Thôi khỏi đi. Cái phần của dì Thu á thôi để con chuyển khoản luôn. Ai mượn? Ai mượn? Dì con. Con tà lanh quá. Cái chuyện của dì Thu mà con xía vô làm cái gì? Cuộc đời cái dì Thu là rất ghét mượn nợ nha. Mà dì Thu có mượn nợ là dì Thu mượn người nào mà dì Thu thích. Hả? Anh ghi giùm cho tôi 500 đô tôi muốn mắc nợ anh. Wow. 500 đô là hơn 10 triệu đó nha. Đừng có rung tay nha tía. Bà Sáu ghi được không đó? Nợ Sáu rồi đó. Ủa sao tía khóc vậy tía? Sao vậy bác Sáu? Tía mừng quá hả tía? Không biết chừng nào trả. Ủa xong hết rồi hả con? Anh Lộc. Ừ. Chú Bảy. Ừ. Người đi đâu vậy? Đi lấy nước ngọt nè. Lấy nước ngọt hả? Đi lấy nước ngọt về phát miễn phí cho dân ha. Nè dạ. Con phải nói cho nó rõ ràng, chứ không phải là lấy về bán nha, là phát miễn phí. Dạ con biết rồi, con khoái vô này lắm. Cho đi chung nha, con muốn góp chút sức á. Cho con đi, đi mà đi. Cho đi. Con góp chút. Thưa bác Sáu, ở đâu lú ra vụ này vậy? Tôi đang hứng ngang, đừng làm tôi mất hứng nha. Kệ cho đi đi, để nó phụ một tay một chân, biết đâu cũng đỡ khổ cho anh em tụi mình. Cho con góp chút sức mà bác Sáu. Sao tía? Lên xe đi, còn đứng này khí nữa. Đi, ê, lên 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 lên. Còn chuyện té đó. Biết rồi, không có té đâu. Tôi đứng cái này dữ lắm. Đạp gan à, để tao leo lên rồi. Mày đạp gan cái là chết liền á. Nè mày đứng làm cái gì? Lên luôn đi. Dạ. Nhưng mà có lên không vậy? Dạ thôi mọi người đi trước đi. Có gì tôi đi sao? Thiệt á là buồn ghê vậy đó. Buồn tía con đó. Con có biết là Thu á là phải sắm sửa cái bộ đồ này nè, để cho hòa nhập với miền quê. Rồi Thu còn sắm áo chống nắng nè, nón chống nắng nè, để đi lấy nước với mọi người. Vậy mà tía con á gọi là kỳ thị phân biệt giới tính,
không cho Thu đi, tức không? Trời ơi, dì ơi, không có phải là tía con kỳ thị đâu. Không kỳ thị thì tại sao lại bắt lạ? Ở nhà đi, ở nhà đợi khi nào mà nước về tới nơi rồi thì đi ra phát nước thôi. Dạ, tại vì á, dì Thu biết sao không? Mình đi ra đó mình cứ chàng ràng trong khi mình không có phụ được cái gì hết. Với lại hơn nữa cái xe cũng chật rồi. Mình mà đi là không có chỗ xếp mấy cái thùng đó gì. Đúng rồi đó. Với lại gì không biết đâu ha. Trời ơi, ở ngoài địa nắng cháy lắm luôn á. Mà da của dì Thu á nõn nà, trắng trẻo vậy nè. Rồi ra ngoài hả, nắng nó cháy da gì á, xong nó lên tàn nhang nám hả. Trời ơi, tàn tạ nhan sắc của dì Thu lắm luôn á. Tía cho ba đứa mình ở nhà, vậy là thương phụ nữ mình á. Oh my god. Cái chuyện như vậy mà tại sao Thu không hiểu ra được? Có nghĩa là tía con là anh Sáu á, là quan tâm, chăm sóc cho những người phụ nữ trong căn nhà này nè. Sợ dạ, đi ra rồi. Ngoài nắng nóng như vậy sẽ làm hư làn da của mình. Dạ đúng rồi. Như vậy là Thu trách lầm anh Sáu rồi. Đúng rồi. Hối hận quá. Nè, gì vậy? Chú đang chột dạ, nghĩ đến chuyện tía vợ tôi nói bác Năm bán nước cắt cổ đúng không? Sao biết hay vậy? Sợ. Hay gì? Tôi thốn nãy giờ nè. Má tôi cũng một vuột, quên rồi hả? Bởi vì mới nói. Tôi nói tía tôi hoài mà tía tôi không chịu nghe. Tía tôi cứ muốn làm theo ý của tía tôi không à. Đúng là gần bực thì đen, gần đẹp thì sáng. Vậy là bác Năm với lại má của tôi bị đen luôn hả? Không phải ý tôi nói vậy. Thôi giờ vậy nè, bây giờ cứ lo phần mình đi. Còn chuyện người lớn á, cứ để họ tự giải quyết. Cố gắng phấn đấu thể hiện bản thân của mình đi. Biết đâu á, sau này tía vợ của tôi lúc đó cho chú với lại Út An tới với nhau sao? Ừ. Cố gắng ha. Ừ. Xong chưa con? Dạ, dạ xong rồi, rồi. Tía ơi. Vô tính tiền đi về. Đi ăn. Rồi, xuống đóng cửa xe lại. Xuống nè. Cẩn thận nè. Đặt nước đi. Thôi mua đi bà con, mua đi bà con, mua đi, mua đi. Miệng hỏi miệng trả giá. Con giá ghi rõ ràng rồi. 30 lận hả? Mắc quá vậy? Vậy mà mắc cái gì? Tôi tưởng đâu rẻ. Giá vậy là rẻ rồi. Đừng có mua. Ra ngoài đầu đường có xe nước ngọt sao bảnh á, phát miễn phí không tính tiền. Ra đó mà lấy, khỏi mua chỉ tốn tiền. Đi, đi đi, đi theo tôi, theo tôi. Ôi lại là sáu bảnh. Thôi mà, chị Tám, cái gì vậy chị Tám? Cái gì? Đây, 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 nè. Cái thằng quỷ đó, quỷ già đó, nó khùng lắm. Nó tới, nó bậy, nó bạ để cho bà con họ đi, lát họ vòng họ mua giờ kìa. Khùng cái gì? Đi! Đi đâu? Đi lại cha sao bảnh có sự việc ra sao? Đi! Rồi, bà con lại đây đi! Cẩn thận Ủa tiếng đi xin nước luôn hả? Ê, dạ tiếng. Ai cho bị làm cái chuyện ăn cơm nhà làm cái chuyện tầm bậy à? Con chỉ phát nước miễn phí với người ta thôi mà. Đi về. Sao bánh? Ông trời bức cưng tôi phải không? Lộc, đi về. Nè, để cho nó làm mà. Đi về. Nè, để lên dây nha. Đó, khi phụ người ta đi con. Rồi. Giờ sao tiếng? Thôi kệ đi. Thứ đó là cái thứ ganh tị, hiểu không? Bên bển nó bán, bên này mình tặng mà. Anh thử lôi con về là đúng rồi, thôi kệ đi. Cái bà con tới mình cứ cho, vậy thôi. Dạ tía. Vô đi, nắng. Dạ. Hôm sau tới thì mình ra phát nữa. Vô nghỉ đi, dạ. Đi chị hai. Bên này cái chỗ đó là bà nổi nhất đó nha. Sao hả? Đỏ quét à. Thu mà. Nhưng mà tôi nói thiệt, bữa nay á,
Thiệt sự trong lòng tôi nó hả hê vô cùng à, phải cho mẹ tắm điệu viên cha năm tỏ một bài học như vậy á. Tự nhiên tôi cảm thấy tôi đã trong người gì đâu á. Nè, nhưng mà cái vụ này á, thằng Khang với thằng Lộc á là cũng mệt với ba má tụi nó à nghe. Con thấy dì Thu nói đúng đó, làm vậy thì tội cho Khang với Lộc quá. Xưa, bay hơi đâu mà lo. Tụi nó lớn hết trơn rồi, tụi nó cũng biết suy nghĩ tụi nó mới làm chứ. Chứ đâu phải thì ai xúi dục gì tụi nó đâu mà. Ừ, vậy mất mớ gì phải sợ. Tụi nó làm đúng mà chứ đâu phải làm sai đâu phải không? Vậy thì ngày mai á, mình còn đi lấy nước ngọt nữa không? Có chứ sao không có. Mình phải lấy nước ngọt cho đủ chứ. Con có ý như vậy được không tí? Mình tới cái khu vực nào gần chỗ mình có bán nước ngọt á, mình tới đó mua luôn đi, vừa tiết kiệm tiền nè, vừa tiết kiệm tiền vận chuyển của xe nữa. Cái số tiền dư ra cái mình mua thêm nước ngọt để tặng cho bà con, được không tí? Tao thấy bay càng lúc càng thông minh giống tía nha. Tính cái chuyện này được. Với lại dạ, bữa nay đứng cả ngày rồi, bây giờ đói muốn rụng rúng luôn á. Ấy xuống coi dọn cơm ăn. Ủa bác Sáu, cả nhà mình đi từ sáng tới giờ đâu có ai nấu cơm đâu mà có mà anh. Hen, không ấy chạy đi mua đồ ăn đi con. Dạ, để con đi mua cho. Vậy đợi con nha. Thấy ghét không? Vậy cho vừa. Kiếm cái thế nào đàng hoàng chút xíu được không? Chứ cái thế này mỏi quá. Vậy cho vừa hai thằng mày. Đúng là đuổi ông tay áo mà. Lộc ơi là Lộc, mày mê vợ mày, mày mê cái gì cũng vừa vừa thôi Lộc ơi. Mày mê cái gì mà nó biểu mày làm cái gì mày cũng làm cái nấy là sao hả Lộc? Nó mê vợ, tôi là con, nó là vợ đi. Thôi mày bỏ xuống đi, tôi mày bỏ xuống đi, bỏ xuống đi. À, cảm ơn bác Năm. Bỏ cho nó bỏ xuống đi. Nè, nó có vợ, nó mê vợ, nó không nói gì đi. Ông nội con tôi nè, chưa có được cái gì luôn á. Anh nói thẳng đại đi, cái gì là cái gì? Nó ăn cái gì nó quen má, gái mình nó ngu, dễ sợ ngu luôn. Anh Năm, anh đang ở cái quán của tôi. Anh có gì thì anh chửi gì cũng vừa vừa thôi, đừng có ác quá vậy anh Năm. Trời ơi, anh chửi lịch sự chút xíu anh Năm. Sao được lịch sự? Trời đất ơi, sao lịch sự được? Tôi vậy là vừa, cái mặt nó ngu, vậy thấy không? Nó ngu, giống ai mà nó ngu. Tía hay nói mà con giống tía mà. Cái lúc ngu này mặt mày không giống tao chút nào á. Bình thường mày thông minh mà mới giống tao nha. Nó đạp đổ chén cơm của tôi, chị thấy không? Lộc, nhìn má đi con. Con nhìn thẳng vào mặt má đi con. Con có thấy rằng ngày nào tuổi đã già rồi lại còng lưng kiếm từ đồng từ cắt như vậy, khi không rồi mày cái là trời ơi. Con phản đối nha. Phản đối cái gì? Cái này má nói con thấy có phần không có đúng rồi đó. Sao không đúng? Con đã nói với má rồi, con kêu má sang cái quán đi, con chăm lo cho má, cho con đủ sức con chăm lo mà má không chịu. Rồi bây giờ má lôi cái chuyện này ra, má dằn vặt con. Con có phản đối luôn. Phản đối gì? Con phải dùng lên mới được. Con đã nói rồi, tía làm mấy chuyện này là không có được đâu. Trời, dân trong xóm mình còn khổ quá trời luôn. Mà giờ mình đi bán nước vậy mà đó là một cái điều ác, sẽ bị quả báo. Người ta nói đời cha ăn mặn, đời con khát nước, cha bán nước cái gì, con thế nào con bán thân à? Ai mua? Ai biết? Nói gì á? Bởi vì ha, hai cái thằng này cho vừa. Đứng lại trong cũ. Ai nói? Chắc kệ người ta. Trời ơi, đừng sân kỳ vậy. Đổ nói cái vụ bán nước bán thân chi vậy? Cái tội nó ghép. Méo dùng không định gì hết nha. Ai nói gì mặc kệ người ta, biết không? Nè, tụi bay có biết không? Đâu phải không không này. Tụi tao với má tụi bay, không? Cũng phải đi mua nước về, cũng mướn xe chở về. Rồi nhờ người ta chiết ra từng cái bình này, không? Cũng phải trả tiền cho ta, rồi kiếm chút đỉnh đồng lời thôi. Cũng bằng cái công sức lao động, chứ không làm lừa gạt gì ai đâu mà tụi bay nói tụi tao ác ôn gì hết. Bộ tụi bay tưởng là nước ở trên trời đổ vô lu của hai ông bà già này sao vậy hả? Phải không Huynh? Vậy chứ tại sao tí vợ con làm được mà má với lại bác Năm không làm được? Đó, tí vợ con cũng làm từ thiện vậy. Đúng rồi, phát nước cho người ta có lấy tiền bạc gì đâu. Dạ sao đâu phải là không tốn chi phí đâu, cũng tốn chi phí vậy mà sao giờ trong sống giống như là siêu anh hùng vậy đó. Thấy cái mặt ông đỏ lên kìa, ông lên tăng sông đó nhìn đây. Mà con nói nghe ha, trong cái thời gian đang ngập cái chỗ mình đang bị ngập mặn nè, cũng tại vì mình với tía mà anh Hai với anh Khang bị chửi sấp mặt như vậy, mình có nên vô nói đỡ cho họ một lời không? Là sao là sao? Người ta rủa, người ta chửi luôn. Đúng rồi, người trong xóm nói nè, ăn thuốc đức á. Đúng rồi. Người ta nói ông Năm á tính riết á mà hơi mày nghe mày bị chặt chai cái bảnh em cho ăn
cái bùa gì á, bùa mê thuốc lú gì đó. Rồi bây giờ mày giết mày, mày bị người chán rồi, giống như sai khiến mày. Chả nói cái gì mày làm cái đó, chả nói cái gì mày làm cái đó. Mày hồi nữa mà ông lên máu ông tăng xong ông chết là tại vì hai đứa tụi bay á. Mày đi, mày đi khỏi mặt tao. Tôi nhìn mặt mày hồi tôi tăng xong rồi. Anh Năm ơi, Năm có sao không Năm? Thôi thôi hai đứa tụi bay đi đi. Đứng đây một hồi chàng ràng là tới tao bây giờ nè. Tao lên tăng xong à. Để ông tao lo cho. Đi đi. Đi lẹ lên đi. Bác đám nhắc giữ tăng xong mà tiến lên tăng xong liền luôn. Bác đám nói chuyện linh quá. Có sao không? Đi đi mà. Mày nói nhiều quá. Làm việc tốt mà bị chửi sắp mặt luôn. Bởi vì mới nói. Biết sống sao nữa. Bởi vậy giờ không biết nói gì luôn. Nói gì nữa vợ? Phận làm rể làm con khổ quá. Ủa cơm Út đi đâu ạ? Anh, tại bữa nay phát nước á nên tía kêu em ra ngoài mua đồ ăn về. Cũng đâu có nấu nướng gì đâu. Anh ăn gì chưa? Về nhà ăn chung với em với tía đi. Ăn chửi no rồi. Hai đứa luôn. Ừ. Thôi để anh chạy về nấu cơm cho tía. Rồi dỗ ngọt ổng, việc bán nước ngọt nữa. Ừ thôi về dỗ ngọt ổng đi. Ổng chưa có ngọt thì cho ổng uống nước ngọt cho ổng ngọt. Giờ hơi anh, chua ha. Em xin lỗi nha. Tại vì chuyện nước ngọt mà anh với tía hụt hạch như vậy, em thấy có lỗi nhiều lắm. Có gì đâu. Tài tính của tía anh vậy đó. Ổng căng vậy thôi á. Ai nói ngọt ổng là ổng xìu à. Ừ. Tính của bác Năm cà khịa giống tía mình. Thôi anh ở đây đi. Chừng nào hết buồn vậy. Mặt anh đang buồn lắm. Ừ. Anh về nha. Ừ. Thôi anh hết buồn rồi, mình đi về. Ủa chứ anh định còn buồn là ở đây hoài luôn á hả? Ừ, tao cũng đâu có ngu đâu, thôi đi. Dạ thưa tía, con mới về. Tía đồ ăn về rồi, mình ăn cơm đi tía. Thôi ăn uống gì, cũng từ từ đi. À Lộc, chiều dạ. Nay con có rảnh không? Dạ chiều nay con không có chở hàng, có gì không tía? Ờ, nếu bay không chở hàng thì bay chở tía qua bên kia cồn coi thử coi chuyện nước non ra làm sao, đặng mình mua mình phát từ thiện thiếp. Dạ, để con chở tía đi. Anh. Ừ? Má rầy dữ không vậy? Biết tính má rồi. Đâu có rầy dữ đâu hai. Em đi ngang qua hả? Em thấy bác Tám chửi anh hai với lại anh Khang đó. Mặt mày không ngóc lên nổi luôn. Hai người đó sao mà cố chấp quá. Cái chuyện con cái mình làm từ thiện thì mình ủng hộ chứ. Làm cái gì mà khó khăn. Bởi con với anh Khang bị chửi quá trời luôn. Còn Khang tội nghiệp lắm thế. Bị bác Năm chửi hả? Ngóc mặt không nổi luôn. Mà Khang anh hùng lắm nha, nó cự cãi lại luôn nha. Mà cũng nhờ nó cự cãi lại mà con với nó bị phạt chồng chéo chân lên nhau, mỗi chân muốn chết. Thôi vô ăn cơm đi, mệt quá. Ủa, dì Thu với lại anh Nam đâu tía? Đang nghỉ chồng á. Thôi dạ. Mình vô ăn cơm tía. Ăn cơm tía. Về tới nhà rồi hết á. Sao đi chậm vậy? Cái cầu này sao mà nó đi nhanh quá vậy? Ngắn quá. Thôi tới rồi, em phải về nhà em. Anh mang ít trái cây với lại ít đồ để lên bàn thờ cho má giùm em nha. Bữa nay là đám giỗ của má anh mà. Má anh mà còn sống, biết được có con dâu lo cho má vậy, má khóc luôn á. Có thiệt vậy không? Mà thôi anh về đi, chứ không trễ bây giờ. Thôi, em về chung với anh nha. Về ăn đám giỗ luôn. Thiệt hay giỡn chơi vậy? Đi về ăn đám giỗ nè. Nè nè, cái vụ này là không có dám đâu á nha. Sao vậy? Tí em với tí anh chưa có hòa thuận mà em đi qua đó. Thôi đừng có gây thêm rắc rối nữa anh. Tí anh không có la cái chuyện mà anh với em nữa đâu. Thì em biết là tí anh không có sao, không có câu nệ gì hết. Nhưng mà tí của em vẫn còn giận lắm. Nên nói chung là anh đi về đi, em về nhà em cho nó yên ha. Em đi trước đây. Em về trước đi. Anh nhìn theo em chút xíu rồi anh về sao? Nãy giờ thấy chị nói chuyện nhiều nhất á, làm thì than, lúc nào cũng vậy á, mà không có lo dọn dẹp gì hết trơn. Đó, cái bình trà cũng không chăm vô luôn, tối ngày cứ nói hoài. Nè, ủa? Bây giờ chị thấy khổ phải không? Khổ thì đi về Mỹ đi, đừng ở đây nữa. Em, đó, chú coi đã đối xử với con vậy đó. Thôi rồi, tụi bay cứ gây nhau à, hôm nay là ngày giỗ của má mày, mày cứ gây hoài. Thôi giờ nè, con Liễu á, mày coi phụ được thôi, mày ra trước mày chơi đi, mày đừng có ở đây nữa. Được rồi, con đi nghỉ. Ừ. Nghỉ cho khỏe, mệt quá. Đúng lắm. Chị đi ngủ luôn cũng được rồi chứ nghỉ. Hả, anh hai. Dạ tía. Dạ. Dạ, giỏ trái cây của tía má con ở bển gửi để cúng đám giỗ má đó tía. Ừ, vậy hả, cảm ơn nha. Dạ. Cho tía gửi lời cảm ơn tía má con bên đó ha. Dạ rồi, tía. Cảm ơn hai vợ chồng bay. Nha. Tía,
Cái gì? Có ai đem cái rèm tới tặng tía nữa kìa. Rèm nào mà biết đi mày? Ủa thích ra. Sao ê, sáng vậy? Cô Thắm nè, cô Thắm nè, nó bậy đâu bà, nó chửi bây giờ cô Thắm nè đó. Anh Năm ơi, bữa nay đem vỏ trái cây ra cúng bàn thờ chị Năm nè, anh nhận dùm nha. Dạ cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chị Thắm nhiều, mời chị Thắm ngồi. Dạ. Thắm ngồi đi. Dạ. Sao mày mặc đồ đẹp quá. Dạ. Áo này tuyển chọn đi đi đám dỗ mà anh Năm. Đẹp. Đẹp không anh Năm? Quỷ mày nói cái rèm, áo đẹp vậy mà nói cái rèm. Cái gì rèm? Nói gì vậy? Trời ơi nè, thời buổi của các con thì khác nha, còn thời điểm của bác là khác nghe con. Dạ dạ. Cô. À, của cô chứ. Mặc đồ đẹp nói lộn. Ai vui quá à. Năm dỗ vui quá anh Năm á. Thôi về nè. Ủa, để con xuống con chăm trà, con mời cô Tám nha. Rồi lên mà thắp nhang cái nghe, để tôi xuống tôi cũng coi đồ ăn đồ uống sao nghe. Dạ 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 dạ. Để trái cây lên bàn thờ đi con. Dạ dạ dạ, để con sắp từ từ lên bàn thờ. Thôi để tôi ra trước chút xíu nghe anh Năm. Dạ, ngồi dạ, cho dạ, nó dạ, mát dạ, nghe anh dạ, Năm. Ngồi cho dạ, nó mát dạ, nghe dạ, rồi, dạ, dạ. Vô. Để dọn lên bàn thờ. Dạ dạ, từ từ con sắp lên. Bà làm bây giờ tí con mày ăn, mình ăn cái này. Cứ đi, cái gì vậy, cũng nhớ để bàn thờ cúng nha. Công nhận giống cái rèm thiệt hả tía. Cô Tám, dạo này á, chuyện bán nước ngọt được lắm phải không? Chàng ơi, bộ chú Bay không có nói cho Bay nghe hả? Nói gì? Tao với ông phá sản rồi. Cái gì? Phá sản? Sao vậy? Trời ơi, bị gia đình của cha Sáu Bảnh chơi cho một vố. Tao nói ông đem nước ngọt ông phát từ thiện cho bà con hết trơn hết trọi rồi. Có ai đâu mà tới mua của Tám với lại chú con. Oh my god, chơi gì kỳ cục vậy hả? Ừ, chơi vậy đó con. Cái ông này sao mà kỳ vậy? Nhưng mà con nghĩ á, bác Sáu bây giờ á, cho dù có phát nước á, thì cũng không thể nào phát hết cho tất cả mọi người đúng không? Bây giờ nếu như mà mọi người không có đủ nước, mọi người cũng phải tìm tới cô Tám và chú con mua nước thôi. Đâu có, đâu có con. Nghe nói là ông sẽ lấy một số nước ngọt nữa, nhiều hơn nữa, để mà đủ số để phân phát cho bà con nữa đó. Không có chơi chả nổi đâu con ơi. Chơi luôn, chơi lớn luôn. Chơi sao lớn? Trời ơi, bây giờ cô Tám hả, treo nguyên cái băng rôn phải không? Để là bán nước ngọt giá rẻ. Con bảo đảm là người ta sẽ kéo tới mua ào ào. Còn có cách, con sẽ có cách giúp cho cô Tám với lại chú Năm. Sao, có cách phải không? Ừ. Cách gì? Đâu bây chỉ tao cách gì để tao chơi cho Sáu Bảnh đi coi. Cái này á, đợi tới giờ phút cuối mình mới bung ra được. Bây giờ á, cô Tám chỉ cần nghe theo lời của con, ngồi yên mà ôm tiền vô thôi. Tình hình này thấy mệt rồi đó con. Dạ, khổ rồi đây. Ha, bà chị, cho tôi hỏi thăm, ở đây bà chị biết cái chỗ nào bán nước ngọt không? Trời đất, anh coi đất khô queo khô quéo à, làm gì mà có nước ngọt. Rồi bà con sống sao hả cô? Tụi tôi á, phải qua ấp kế bên để mua nước ngọt giá cao. Tôi nói thiệt á, mình già mình chịu được, mà mấy đứa nhỏ tụi nó đâu có chịu được đâu. Tụi tôi á, phải hạn chế dùng nước tối đa, để dành nước ngọt cho tụi nhỏ nó tắm. Chứ để tới trường á, bạn bè nó cười tội. Nè, mà bên bển á, cái nguồn nước ngọt nhiều hơn mà sao người ta bán giá cao vậy? Cũng là bà con chồm xóm với nhau, mà lợi dụng cái lúc mà khó khăn như vậy mà ăn trên đầu trên cổ người ta mà không biết ngượng hay sao trời. Nói nào ngay á, người ta mua giá cao người ta phải bán cao thôi, biết làm sao bây giờ. Thôi tôi đi nghe chú. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô. Chưa thấy khổ nữa rồi con ơi. Dạ. Hôm nay á là đám giỗ của bà. Tôi với lại bà, có cháu, có con, có dâu, thắp cho bà ba nén nhang. Nói bà thấy tôi mặc đồ đẹp không? Thấy chưa? Bộ đồ này là để dành á, dâu nó tặng. Mà nó còn nói á, tía mặc á, chờ ngày đám giỗ của má tía mặc lên á, cho má thấy tía đẹp trai. Mà không nhận nè, nhìn gì tía, tía đẹp thiệt chứ. Báo cho bà tin vui, con dâu mình á, nó sanh con rồi, con trai sổ sữa rồi, nó khỏe mạnh mà nó đẹp lắm.
mà sống khôn là thác thiên, mà phù hộ độ trì á cho má con nó được nhiều sức khỏe ha. Với lại tôi còn Út nè, bà nhớ không, Út Khang nè, bà cũng phù hộ cho nó để nó có vợ, tụi nó có vợ có con hết rồi tụi nó khỏe nghe, bà phù hộ nghe bà ha. Một đồ mặt nó đá kìa. Bởi vì người ta nói có con trai là phước đức, có con gái rồi vậy không đấy, chứ con trai xui. Con dâu hả? Bắt ra cái đi. Gặp hoài có duyên lắm đó nghe. Ừ. Dâu hả? Tôi hỏi anh đi đâu mới đúng á. À, đi, vậy... đi đâu về vậy? À, quên, xin lỗi nha. Xin lỗi cái gì? Cũng cái vụ quên qua nói anh, anh xui chị xui đám dỗ quá, quên. Thôi giờ sẵn gặp đây rồi, cô xin lỗi nhắc lại cái vậy thôi ha. Ai mà chấp nhất ba cái chuyện lẻ tẻ là cái gì? Tôi đâu có chấp nhất mấy cái chuyện đó. Với lại vợ chồng tôi không thích ba cái chỗ ồn ào, cho nên là mua chút ít trái cây gửi cúng cho nó có thành ý là đủ rồi. Cũng có mua trái cây hả? Có chứ, gửi rồi. Cảm ơn nhiều nha. Gửi rồi. Rồi, cảm ơn nha. Nè, khoan, đứng lại. Gì? Không, đi, đi. Bộ đồ đẹp nha. Con dâu nó thấy đám dỗ, nó mua mắc tiền nó tặng đó. Nó tặng cái mặt đám dỗ cho má chồng nó. Được không? Cái cưng ghê con dâu nó cưng. Đẹp, công nhận đẹp thiệt. Đẹp không? Ủa mà nó không nói cho anh biết lý do nó tặng anh à? Không. Cái này là tôi bỏ rồi đó. Tôi không có mặt. Tại sao? Tính đi bỏ làm từ thiện. Nhưng mà con gái tôi nó thấy nó tiếc, cho nên nó mới gói lại nó tặng anh đó. Đồ của anh hả? Đồ tôi, nhưng mà tôi không có xài. Tính làm từ thiện vậy đó. Anh bỏ rồi, từ thiện anh không làm nữa hả? Bây giờ tôi thấy anh mặc cũng đẹp, anh mặc vô đẹp à ha. Bây giờ vậy, chỗ anh em tôi nói thiệt với anh, mai mốt mà có thiếu cái gì đó thì cái việc qua nhà tôi nói với tôi một tiếng ha. Ở bển nhiều lắm. Ủa có vụ thiếu rồi nói chuyện nói một tiếng này hả? Ở bển nhiều lắm, đem làm từ thiện cũng vậy à. Người ta có lòng ta đem qua thẳng luôn chứ cần không thiếu. Mà nói một tiếng anh em mà đừng có ngại ha. Vậy nha, vậy thôi anh đi nha, tôi mới đi cái đường này. Nó là về chết tay tắt. Thiệt là bất bình à. Tưởng nó thương mình. Tụi nhỏ đâu hết rồi? Lên đây coi. Dạ. Gì thế? Tưởng nó dạ, thương mình tía. Vậy mà ông sùm gì thế? Nó tốt với mình, tưởng nó thương nó tốt, nó tặng đồ cho mình mặc. Ai ngờ ba đồ cũ, đồ bỏ, nó lượm nó đưa cho mình. Thấy không? Đó vậy còn ngày mặc nó chưa, ngay cho ngày quan trọng nhất là ngày dỗ má mày nữa. Mày thấy không, vừa phải thôi chứ. Tía nói gì vậy tía? Nói sao con không tự hiểu đâu. Cô đừng hỏi tôi cái câu đó. Nhưng mà có chuyện gì vậy tía? Tía nói gì con không hiểu gì hết trơn á. Nè, từ đây về sau nè, tao nói mày nha, đừng bao giờ mà đưa vợ mày về qua đây nữa nghe chưa? Tao nói rồi đó. Tía, sao vậy em? Em giải thích với tía đi. Em đâu có biết gì đâu. Tôi không có đứa con nào mà bài binh bố trận ha, để cho tía nó nhục nhã cho người khác. Tía chồng nó là tôi nè, không có con dâu nào kiểu đó đâu. Ủa chuyện này là sao vậy tía? Con không hiểu luôn. Mày còn không biết hả? Dạ. Đó mà nghe tía nó nói không? Bộ đồ này của ai? Đó. Bộ đồ này con mua cho tía mà. Mua gì? Tía mày nói là bộ đồ này của tía mày. Ủa là sao? Là sao tao không biết đâu hả? Là sao gì mày hỏi tao? Thôi, chắc con nghĩ chị hai không có biết gì đâu. Đó nên tía đừng có nặng lời chị hai vậy, nghe nó kỳ lắm. Dạ đúng rồi đó, đúng rồi, tía. Con không có biết gì hết đó tía. Con chỉ biết là con nhờ má con mua bộ đồ này rồi con xách qua đây cho tía thôi à. Vợ con không cố ý đâu tía. Cố ý không hả? Tôi không biết nó cố ý không cố ý gì hết á nha. Nhưng mà tía nó là cái người cố ý. Biết đâu chừng nó với tía nó là phối hợp để làm nhục tôi không chừng. Trời tía. Về với nó ở đi, đừng qua đây nữa, tao nói rồi. Tía thiệt là quá đáng mà. Em phải về bển hỏi cho ra chuyện này mới được. Thưa tía con về. Bà xã. Anh gì? Chờ anh với. Nhục không biết đút cái mặt vô đâu luôn. Dạ mời chị. Uống nước đi cưng. Dạ. Đợt này á, chị muốn nhờ em một chuyện. Kỳ này á, chị phải cho gia đình của con An mang tai tiếng suốt đời vì cái tội phát nước từ thiện. Ủa
Vậy kế hoạch cụ thể là sao chị? Chị nói rõ em nghe được không? Khang coi đóng cái nắp bình lại. Đóng kìa. Cái kia lại con. Lại đi. Dạ. Rồi, truyền lên cho tôi. Cứ để cho đầy đi anh Tư. Dạ. À, nhiêu tiền ha? À, 5 triệu. Là tính hết khổng rài luôn ha. Ờ, tính lên hết kia luôn, rạng giờ luôn á. Rồi, cảm ơn ha. Mai mốt được giảm giảm giá bớt thì giúp đỡ bà con ha. Rồi, được rồi đó chú Tư ơi. Tắt nước rồi cho tắt ơi. Tắt nước. Dạ. Hãy để cho em biết. Tắt rồi, thôi đi về nhà đi rồi uống. Nó mở ra nó xịt đầy mặt rồi đó. Cảm ơn anh nha, thôi tôi về. Lần này á, tôi nhờ anh một chuyện. Chuyện gì? Đơn giản lắm. Anh chỉ cần để gói bột này vào trong mấy cái ca nước ngọt nhà Sáu Bảnh là được. Thôi đừng giỡn nghe. Trời ơi, ba cái xì ke này kêu bỏ vô. Tôi thấy ông Sáu Bảnh ông già rồi. Có gì ông chịu không nổi. Rồi án mạng xảy ra ai chịu trách nhiệm. Trời lớn quá là không được đâu đó chị. Tào lao quá. Yên tâm đi, tôi đâu có khùng đâu. Cái này á không phải là thuốc độc đâu mà sợ. Chỉ là một chút thủ thuật nhỏ để mà gây mất uy tín cho nhà Sáu Bảnh thôi, yên tâm ha. Nè, tôi nói trước nghe, làm gì làm. Người ta mà có gì á là cô cũng chịu trách nhiệm chung với tôi đó, chứ không phải mình tôi đâu. Tôi đã nói rồi, tôi không có bị điên đâu mà. Tôi chơi lớn vậy để rồi rước họa vào thân hả? Cái này á chỉ là phá phách chút cho vui thôi, yên tâm đi ha. Ok, miễn sao tiền bạc sòng phẳng là được ha. Tôi đi trước. Công nhận chị giỏi thiệt cả nha. Mới về đây mà đã có cánh tay đắc lực làm việc cho chị rồi. Cái này không phải là giỏi đâu em, mà cái này á, người ta nói á, đồng tiền là vạn năng, có tiền là có tất cả. Kẻ có tiền mới là kẻ mạnh. Đúng là có tiền là có quyền mà. Để xem lần này gia đình của Sáu Bảnh á còn dên mặt tự đắc như vậy nữa không. Tự đắc là mình tặng nước ngọt miễn phí ngon. Chờ xem. Lần này á, việc làm tốt của họ bị phản tác dụng rồi. Lên đây. Để tôi đưa đây. Ê, anh cần chưa kìa, ông dĩ tế. Bệnh nước đang nặng mà. Nhà không có việc làm hả? Hả? Nhà không có việc làm đi ra chuyện bao đồng vậy hả? Con vườn rau nhà mày không lo, mày chăm sóc mày tưới, mang ra đây mày làm cái chuyện bao đồng hả mày? Con làm vài cái nữa là xong rồi tía. Vài cái xong không, công việc nhà không lo. Tao nói mày bao nhiêu lần rồi hả? Chuyện là chuyện của người ta. Trời ơi, mày đặt hay quá, mình bản thân mình không lo. Mày đặt đi lo chuyện người khác, lo chuyện này chuyện nọ, làm từ thiện rồi mày. Ông nói vậy mà ông nghe được hả? Nói gì tôi nói gì? Nó tới nó phụ vậy à. Bà con mình bị thiếu nước, bây giờ nó tới nó phụ giống vậy á, nó đi làm cái công chuyện từ thiện vậy mà cũng la được à. Nó gì cái chuyện con tôi quyền tôi la. Nó con ông ơi tôi la rồi, ông có chửi tôi. Chuyện con tôi quyền tôi dạy nó. Nó làm gì bậy là không đúng tôi la nó. Mày nghe, cái bản thân mày không lo đi ha, mày đặt làm từ thiện, mày làm từ thiện để mày làm gì? Mà mày ở ác quá, giờ mày làm từ thiện mày tính gỡ lại hả mày? Hả mày? Về mày. Đó, thấy không? Tôi nói bởi vậy con ông nó không nên là vậy á. Không có người cha nào mà đi dạy con mình sống ích kỷ kiểu đó hết á. Không phải ích kỷ, cái chuyện gia đình người ta, thấy không? Ông đừng có bàn vô, nó bao nhiêu chuyện ở nhà kìa. Rau nó để vườn rau chết hết rồi kìa, đi về tưới rau. Nhưng mà con phải. Thôi, anh đi về trước đi. Nhưng mà ở đây có tụi em làm được rồi, đi. Đi bác Năm bình tĩnh, bác Năm. Dép của con, bác Năm à. Dép của con sắp rách rồi, bác Năm. Dép của anh Lộc. Của con á. Mày chứ tử. Thôi về đi. Ở đây có anh với lại thằng Nam phụ tía được rồi. Đi về đi. Thôi về đi. Về mày. Con xin lỗi bác Sáu, để con lôi tí con về. Lôi không? Mày lôi không? Tao lôi mày về chứ mày lôi tao hả? Dạ, tí con lôi con về. Về mày. Về đi, rồi lấy cuốn sách ra cho ông học đi. Cái chữ làm người là ra làm sao? Ích kỷ. Hãy coi chờ xe tới chở lên. Dạ. Dạ.
Con nói thiệt, con chưa thấy ai như tía. Bác Sáu làm chuyện tốt giúp đỡ bà con vậy, tía cứ ở ngoài, tía móc mé bác Sáu ngoài hoài không biết chi. Ta chưa thấy ai con trai của mình mà nó khen người ngoài, nó binh người ngoài không à. Ý mày nói là cha Sáu Bảnh là người tốt, còn tao là xấu xa chứ gì, lấy nước đi bán cho bà con để kiếm tiền là ác chứ gì. Ý của con không phải là nói tía ác, mà thật sự con cũng không có đồng lòng tía đi bán nước như vậy. Trời ơi, bà con mình đang nghèo khó quá, đi giúp người ta không giúp thì thôi, mà còn buôn bán vậy trục lợi bà con vậy, cái ăn còn không có nữa, mà bây giờ còn phải chạy tiền đi mua nước uống, để làm vậy coi được không. Cái giọng điệu mày ha, giờ mày binh trả rồi mày lên lớp tao chứ gì. Được rồi, nếu mày thích á, thấy không, mày về bên đợi nó ở đi, tao không có cản đâu. Ê, tao nói mày bỏ đi đâu vậy? Mày vô mày dọn đồ mày đi hả? Đi, dọn ở bển ở đi. Vô thì phải đi vô nhà để dọn đồ, giờ cũng đi ra vườn rau mà. Con cái trong nhà cũng bị nghi ngờ nữa. Thằng ghét, càng ngày càng lớn, giống y chang cha Sáu Bảnh. Kiểu trướng. Em nghe anh hai nói, tía em với lại tía anh cãi nhau ở ngoài bến sông đó. Xong rồi anh theo tía anh về, em qua nhà anh mà không thấy thì em đoán là anh qua đây, cho nên em chạy ra đây. Ra đường không có đội nón gì hết, nắng đen hết bây giờ. Chỉ có mình em là hiểu anh thôi. Nè, em thấy dù sao thì tía anh và bác Tám cũng hùng nhau bán nước, mà anh lại đi làm công việc phát nước phụ em. Tía anh giận là đúng rồi, trách mắng anh cũng đúng luôn. Thôi từ mai anh không được đi theo em nữa đâu. Ê, đừng có nói vậy nghe. Chuyện đó là chuyện tốt mà, nó ý nghĩa lắm. Em yên tâm đi, anh sẽ theo mọi người tới cùng. Vậy ngày mai 7 giờ chỗ cũ nha. Vậy anh sẽ ra đó. Nhìn dễ thương quá nè, bẻ lên nó dễ thương hơn nè. Dạo này á, em thấy tía em không có căng thẳng chuyện của hai tụi mình nữa. Cả nhà em ai cũng vui hết trơn á. Anh cũng thấy chuyện này mà, thì anh sẽ cố gắng. Thưa nước đục thái câu. Anh sẽ chinh phục tí lần này để cho tí chịu hai đứa mình ha? Còn tí anh thì sao? Vẫn căng như cũ. Cái đó mới là vấn đề. Sao tự nhiên tí em hết căng, xong rồi tí anh lại căng với tụi mình vậy ta? Không biết nữa. Nhưng mà anh nghĩ tí anh không có vậy đâu. Vậy đó, ngoài mặt thì khó tính vậy, nhưng mà trong lòng ổng thương con lắm. Được rồi, cứ để từ từ đi, từ từ anh ráng thuyết phục ổng. Ok. Thấy anh vất vả quá, bây giờ phải tính toán rồi đi vô nước để phát cho dân. Bộ ở miền quê này của mình á, hay xảy ra vụ hạn mặn lắm hả anh? Không có thường đâu. Mấy chục năm trước á, nó có một đợt, nhưng mà nó không nặng như bây giờ. Với lại nó cũng không có nhiều vùng, nó chỉ có một vài vùng bị thôi. Nhưng năm nay á, thiệt sự ra là nhiều vùng bị quá, mà bị rất là nặng. Bà con mình á, còn không có nước để sinh hoạt, cho nên ảnh hưởng kinh tế tùm lum tùm la. Cây cối trồng trọt đâu có được cái gì, không có nước tưới tiêu thì coi như cây chết đó. Mà giờ tôi hỏi cô nè, năm nay mà không trồng thì qua năm coi như xác định là đói rồi. Vậy chứ thiếu nước ngọt á, khổ mà khó chịu ghê lắm. Đây nè, ngay cả tôi đây nè, trời ơi, tắm giặt mấy bữa nay tôi nói thiệt á, không có đủ nước tôi muốn chết luôn vậy đó. Miền Tây á, nổi tiếng là nước tràn bờ. Mà có nhiều năm á nghe, tôi nói khi mà nước lớn về đó, thì có những năm á, là nó giống như là lũ lụt vậy á, mình còn phải chống lụt. Ai ngờ cái năm nay nó lại vậy, bởi vì thiên tai mà mình đâu có đoán trước được. Nếu như vậy thì đâu có đúng với lại câu hát hay nói về miền Tây cái gì mà mưa sa dông gì đó. Anh về quê em, xa mưa dông chiều nước lũ hả? Đó,
đâu có giống bài hát mà chùi nước lũ nữa. Trời ơi, phải chi bây giờ ở đây mà có được vài cơn mưa thì thích biết mấy anh ha. Vậy đó mà có những kẻ trông cho nắng hạn để người ta bán nước để người ta sống. Tới nay làm cái kiểu thất nhân ác đức đó vậy mà cũng làm được hay thiệt. Thì trong đó có hai người bạn tốt của anh đó. Nè, tôi nói cho cô nghe ngang. Tôi là tôi nghỉ chơi với hai người đó là ngang. Họ không phải là bạn bè gì của tôi nữa nha. Cô đừng có móc móc như vậy, tôi không có thích đâu à. Thôi đi ngủ đi. Tôi cũng đi ngủ. Mời mình còn đi phát nước cho bà con nữa. Nè, bỏ vô. Bỏ vô đây, bỏ hết vô. Lẹ đi. Anh mở ra, bỏ thêm vô. Bóng người lảng vảng ở đây mà ta sao ra mất tiêu rồi. Người hay ma? Trời ơi, nay bà trang hoàng thêm hai cái này nữa, nhìn thấy mới quy mô nè, vậy người ta mới để ý nè. Thấy tôi treo vậy không? Thấy không? Thì tối chắc là bỏ đèn vô nữa là sáng được luôn. Dữ luôn anh ơi. Ta nói đi ngang qua người ta thấy là người ta vô tôi mua liền. Đúng rồi, đúng rồi. Nè, cái bác ý thấy. Tưởng này, ý tưởng này là của cháu anh đó. Ồ, liễu cháu tuổi hả? Ừ, nó kêu đó. Má bác Năm, see you again. Ê, đi đâu vậy, đi đâu hả? Dạ, con đi công chuyện chút ạ. Nè, con đừng nói với má là con đi qua bên nhà cha Sáu Bảnh đó nha. Ở nhà phụ má đó nha. Mày mà đi tao từ mày liền đó nha. Má cứ vậy hoài. Ở nhà đi. Cằn nhằn. Con Liễu á, nó kêu tôi treo như vậy nè, để người ta đi ngang qua người ta thấy người ta vô người ta mua nùm nượp vậy đó. Mà sao sáng giờ không thấy ai vô mua hết? Nó có nói xạo với mình không anh Năm? Không, nó là ý nó là ý nó là được. Được. Nhưng ha. Mà chắc còn thiếu. Chắc chị mua thêm lồng đèn chị treo lên nữa đi. Chí vậy? Lồng đèn đem cái đen cái trắng mà này tưởng giống như đám tang vậy đó. Ông nội này vô duyên quá. Cha muốn nói miếng nói lại đi. Ý nó là có cái gì cho nó màu sắc chút xíu nữa. Vô có bán buôn gì trơn hết trời. Không má. Má không cho con đi, con cứ đứng đây con sụ gì hoài. Khách ai dám vô, má cho con đi mà đi. Cho nó đi đi, nó đứng sụ vậy rồi cái mặt nó như ai mà dám vô mua bà ơi. Đó đó, có khách rồi kìa. Trời đất ơi, thời buổi này hả, mấy người nhà giàu người ta làm từ thiện không hết nữa. Vậy mà có người bán nước lấy tiền. Đúng là cái xấu hổ. Đúng mà sống không có đức mà. Đi bà. Khách này, đi vào chơi hả? Kỳ cục, con thấy không? Mình mua bán này là mình bán rẻ hơn cho người khác. Như vậy là mình cũng làm phước làm đức rồi. Có gì đâu mà ngại. Nè, kệ đó đi anh ơi. Hai cái bà đó. Ừ. Ở đây người ta lớn người ta không có ngu nha. Chứ không phải như cha Sáu Bảnh vừa già vừa lớn vừa ngu. Bỏ tiền ra mua nước. Mua nước xong về cho không. Đúng rồi. Có thứ đó mới ngu. Ai làm người ta làm, người ta làm ví dụ như người ta đâu có làm gì đâu. Người ta bỏ tiền người ta mua, người ta về người ta kiếm tiền công chút đỉnh thôi. Đúng rồi. Ai mà ngu như cha Sáu Bảnh vậy? Sĩ, cho con nói cái nha. Con thấy hai cô đó nói nhiều khi cũng đúng á. Đúng rồi mày. Đúng sao mày? Má với bác Năm nói kỳ quá à. Người ta đi làm từ thiện là làm việc tốt. Cái đó là làm điều hiển nhiên, điều đúng cho xã hội rồi. Những người làm từ thiện giống như tí vợ con nha, là người ngoài người ta trân trọng, người ta quý mến lắm luôn á. À, thì ra mày nói vậy là tao là người đáng khinh thường lắm phải không? Không phải, phải con nói công tâm thôi. Trời ơi, bởi vậy mày riết hai tối ngày ha. Ôi, cha Sáu Bảnh làm chuyện bao đồng. Chả làm chơi nổi gì để chả lấy tiếng thôi. Chứ mày tối ngày đúng là khốn nhà dạy chợ. Mày tối ngày mày cứ bên người khác, người ngoài không à. Lộc ơi,
Sao con không nhớ cái câu này má đã từng nói với con? Trèo non mới biết non cao, sanh con mới biết công lao mẹ già. Ui, con nghe mấy ngàn lần rồi thôi mệt má quá, con đi à. Trời ơi, anh Năm ơi, tức lắm anh Năm ơi. Thiệt, cái tình bực bội ghê con cái. Được, tôi nói thiệt nha, cái thằng này nè, với thằng con tôi nha. Sao? Nó bị thằng cha sáu bảnh. Ừ, cha sáu bảnh. Coi như là tẩy não nó rồi. Cho nên bây giờ nó cái suy nghĩ tụi nó ha, nó làm cái gì nó cũng y chang, coi như là nó răm rắp y chang như người ta sao ảnh vậy. Thiệt là tôi tức ghê nơi đó. Phải chi hồi đó mà tôi đẻ con gái đi ha, tôi đẻ con gái á thì còn có dĩ hơn ấy, chứ đẻ chi mấy cái thằng con trai này. Rồi tới lấy thứ này con. Dạ. Rồi từ từ nha. Được rồi, từ từ. Đây. Rồi, xin lên, nha. Được rồi, xe đây. Đó. Rồi. Cẩn thận nha. Rồi, đi nha. Đó, đi cẩn thận nha. Có chân đổ à. Từ từ nha. Rồi, cảm ơn bác Sáu nha. Đứng ở dưới nãy giờ nè. Rồi, hai người cùng khiêng đúng không? Dạ rồi. Rồi nha, rồi đi về cẩn thận nha. Sao ảnh nữa? Nếu có sao ảnh là không đảm bảo vệ sinh. Cái gì? Con tôi luôn á. Nó bị đau bụng, cả đau bụng muốn chết luôn á. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Uống vô đau bụng đó. Đi mà đi mua nước uống đi cho nó đảm bảo vụ gì vậy? Ừ, cái gì vậy? Ủa, nước cái gì có chuyện gì vậy tía? Kia cũng đâu có biết đâu. Hay là nước, nước nhà mình, con đâu có nghe mùi gì đâu. Để con coi. Dì Thu mở giùm con mấy cái can này coi thử đi. Sao vẫn què vậy tía? Anh Hai. Ủa sao giờ này nước còn nhiều quá vậy? Bộ có chuyện gì hả? Có chuyện rồi anh Lộc. Chuyện gì? Nước bị thiêu. Hả? Nước bị thiêu hả? Trời đất ơi. Không biết nước bị gì nữa anh Hai hả? Mà người ta nói là uống vô bị đau bụng đó. Kỳ vậy? Nước sao thiêu được? Ê, đừng có uống. Anh uống rồi hả? Trời, người ta đã uống nói rồi. Là Sao tự nhiên đau bụng của ta? Cái gì? Sao nhanh vậy? Anh Hai nói thiệt hay giỡn chơi vậy? Thiệt á, nó quộn quộn rồi nè. Mà có lý một cái thôi mà quộn quộn rồi. Nè, coi mấy này coi. Đâu thử coi, vậy là nước này có vấn đề thiệt rồi tí ơi. Ủa, bà mọi người tính nếm hay gì vậy? Đâu? Má. Ờ, dì Lộc. Con gửi bé con Hương ở đây chút xíu nha, con đi công chuyện chút xíu nha. Ừ. Hương, đi con đi ở đây con. Với bà nội dạ. Nha. Bà đi nha. Con đi nghe má. Đi con. Ngồi đây với nội. Ê, nè. Con uống nước gì con nói nội lấy cho con uống. Dạ, con uống nước ngọt. Uống nước ngọt phải không? Đợi nội tí nha. Con ngay. Nè, nước ngọt của con nè. Nè, bé Hương à, con nhớ nội không? Dạ nhớ. Nội. Hả? Sao nhà mình như thùng nước vậy nội? nội bán nước ngọt đó con. Sao nội không cho mà mang đi bán? Thì mình bỏ tiền ra mình mua, rồi mình phải bán để mình lấy tiền lại đó chứ con. Con nghe ông mẹ con nói đi tặng nước ngọt cho người ta chứ không có bán. Thôi uống nước đi con, đừng có hỏi nhiều chuyện của người lớn mà. Tám uống ơi, đi tám. Con tám ơi, đợi nước tám ơi. Rồi để vô đây đổi đi. Đổi con hai thùng đây, đi đây con đưa đây, rồi con xách hai thùng này đi. Dạ đó. Ủa hả? Gì anh Năm? Ủa sao không qua nhà rồi chỗ cha bảnh lấy nước từ thiện rồi qua đi mua nước rồi tôi ấy? Dạ nước bên đó uống vô đau bụng quá trời luôn. Gì kỳ vậy? Trời ơi, ông sao bảnh ông kỹ lưỡng lắm mà sao có chuyện gì xảy ra vậy? Tám cho gửi tiền. Cảm ơn con. Cảm ơn tám. Cảm ơn con nha. Sao vậy anh Năm? Nước mà uống ông bị gì? Ông Sáu ông kỹ lưỡng lắm mà sao xảy ra chuyện vậy? Tấm ơi, đổi hai thùng nước Tấm ơi. Rồi, con lấy hai thùng đi. Để đó đi con. Đây, hai thùng này con. Cho con đổi nước luôn Tấm ơi. Đây rồi, con lấy đi. Cảm ơn con nha. Dạ, cho con một thùng nha Tấm. Thùng này nữa ha con ha. Chú Năm, bán được ghê. Rồi, cảm ơn con nha.
Rồi, xách cái thùng đó đi con. Dạ. Rồi, đây, rửa tiền Tám con nhiều. Công nhận cô Tám bán nước ngon lành luôn ha. Ừ, yeah. Chuyện này mày làm đúng không? Con làm cái gì? Đâu có quan trọng đâu. Chú quan tâm làm gì? Quan trọng là hả? Làm sao mình bán nước nhiều khách mua, tiền vô túi mình. Đúng không? Đúng rồi. Miễn là làm cái gì có tiền, có lời là 8 triệu liền. Tám ơi, cho đổi 2 đồng nước Tám. Đổi. Có liền con. Con để đây đi. Dạ. Chứ không hiểu nổi. Cái chỗ tí lấy nước ngọt á là cái chỗ mà uy tín, với lại cái nước mà có cặn hay là có bợn chút xíu á tí còn không lấy mà. Mà sao tự nhiên giờ xảy ra cái cớ sự này? Thiệt tình á, con với chị hai cũng không hiểu nổi. Tụi con cũng đã kiểm tra rất là kỹ lưỡng rồi, nhưng mà không hiểu sao mọi người mà được mình phát nước từ thiện vô ai cũng bị tiêu chảy hết trơn á. Có khi nào á là họ đi ăn ở đâu, ở quán hay là hàng quán nào khác, chứ không phải là do nguồn nước của mình đâu. Nè, hôm bữa tôi thấy có một bóng đen ở ngoài sân, nó lấp la lấp ló ở ngoài đó. Có khi nào mà ai đó ghét anh Sáu rồi họ cho người lén bỏ thuốc vô nước không? Thiệt hả dì? Thiệt. Rồi cái dì cũng chạy ra nữa mà. Nhưng mà khi dì chạy ra thì không thấy ai hết trơn á. Trời đất ơi, vậy là cuối cùng có hay không dì? Nè, tôi nói cô nghe, chắc có lẽ là cô qua mắt thôi, chứ có ai làm gì mà hại tôi sống vậy, ai hại tôi? Trời, cái tánh tình của anh á, hình như là không có ai ưa anh hết á. Nói vòng vòng trong xóm này á, tôi thấy không có ai thích anh rồi đó. Gì vậy? Nó đúng mà. Cô nói vậy tôi cũng nhột thiệt, nhưng mà cũng đúng ha. Ê, tôi nghĩ ra rồi. Cái thời gian này á, là tôi á, làm mâu thuẫn với Tám Điệu với lại Năm Tỏn. Không lẽ hai người này? Tía, chắc không có đâu. Con biết là không có thuận thảo với nhau, nhưng mà không lý nào bác Năm với lại bác Tám lại nghĩ ra những cái chiêu đó để hại mình hả tía? Phải đó, con cũng nghĩ vậy đó, không phải hai người đó đâu. Chuyện này thì cũng chưa biết. Hai người đó đó là hai người mà tiếng nghi nhất đó, cũng có thể là Tám Điệu với lại Năm Tỏn. Tía mà điều tra mà biết được hai người này mà nhúng vô cái chuyện này nha, tía cho ở tù rục xương. Xin chào cả nhà. Dạ, chào bác Sáu. Dạ, mấy chú. Dạ, có chuyện gì hả anh? Mời chú ngồi. Dạ. Cũng không có gì nghiêm trọng. Hôm nay con tới đây để gặp chú Sáu lấy lời khai. Tại vì vừa rồi có một số bà con mình tố cáo chú tặng nước cho bà con mà trong nước ngọt đó có vấn đề, sau khi họ sử dụng bị nhập viện hết trơn à. Trời ơi, sao kỳ vậy? Cái chuyện này á là ông Sáu làm tốt mà, rồi tại sao lại đổ thừa ổng, rồi lại bắt ổng lấy lời khai vậy? Cô bình tĩnh đi. Tại vì đến đây không phải bắt chú Sáu đâu, mà nhờ chú Sáu cung cấp một chút thông tin để tiện bời cho bên tụi tôi điều tra đó mà. Con nghĩ cũng nên vậy. Các anh điều tra kỹ nha. Chứ bác Sáu là không có làm chuyện đó đâu. Đúng rồi đó, tí tôi không bao giờ làm chuyện đó đâu. Tôi cũng tin như vậy mà. Chuyện gì cũng từ từ. Tôi á đâu có làm, tôi đâu có sợ. Bây giờ có chính quyền can thiệp vô nữa tôi cũng mừng nữa đó. Thôi mọi người xuống dưới đi, để đây tôi làm việc với chú đây cũng được. Dạ. Câu chuyện như thế nào chú Sáu? Chuyện này á, mấy người đó chết chắc rồi, chết chùm luôn đó chị. Kỳ này á, ông Sáu Bảnh mà còn bị bắt như vậy thì con Xuân với lại con An cũng đâu thoát tội được đâu, tại vì tụi nó cũng tham gia phát nước mà. Ê, nhưng mà có ăn chắc không vậy? Chắc chứ. Cái tội này lớn lắm nè, tại vì ảnh hưởng tới sức khỏe của nhiều người mà. Còn cái chuyện thuốc á thì trót lọt rồi,
Em á đã xúi một số người bị sự cố lên để tố cáo gia đình ông Sáu Bảnh. Lúc đầu á họ không có chịu đâu, nhưng mà em chỉ cần chi một chút xíu tiền lo cho gia đình của họ là họ chịu liền à. Đúng là đời, em thấy không? Chỉ cần có tiền là làm được hết. Gia đình của Sáu Bảnh á hả? Tưởng là phát nước miễn phí là sẽ được khen, được nổi tiếng. Đó, bây giờ cho nổi tiếng tới nóc luôn. Trời, biết đâu chừng lên báo luôn ha. Để coi coi kỳ này á, mấy cha con nhà đó còn mặt mũi nào mà sống ở cái đất này nữa. Chị hay thiệt á. Có sao không bác Sáu? Sao trăng gì, mấy chuyện này không phải lo. Dạ. À, trên quỹ ban á, kêu mình làm cái bản kiểm điểm. Bị gì vậy nè? Tức là mình cung cấp nước cho bà con, mình tặng nước cho bà con đó, mà mình không có thông qua chính quyền. Dạ. Đó. Mà thiệt đó, nếu mà thông qua chính quyền thì đâu có cái chuyện này xảy ra. Dạ con nghĩ mình thông qua chính quyền là đúng đó bác Sáu, để họ kiểm soát được. Đúng rồi. Sau cái chuyện này á, mình có cái kinh nghiệm để mình rút. Dạ. Hả? Hay con với bác Sáu đi làm ly cà phê đi. Đi đi. Cho thoải mái trong người bác Sáu ơi.